Hàn lập một đường xem tới đây, cảm thấy bất đắc dĩ với thú vui và tính thẩm mỹ của chủ nhân tiên phủ này. Tất cả đồ đặc vị này cất giữ, không có cái nào mà không phải là mạ vàng khắc bạc, sắc màu rực rỡ, khiến cho người xem cảm giác như là một kẻ nhà nghèo đột nhiên trở thành phú gia mới nổi nên mới có thẩm mỹ như vậy. Cuối cùng đến gian phòng chính, Hàn lập vốn đã không ôm bất kỳ hy vọng gì, kết quả lại phát hiện bên trong là một phòng luyện đan. Chính giữa đan thất đặt một tòa đan lô cao cỡ nửa người, trái phải để hai cái giá gỗ đen, phía trên đặt rất nhiều bình lọ lớn nhỏ không đều, màu sắc khác nhau. Hàn Lập xem xét một chút, phát hiện hỏa diễm trong lò đan đã sớm dập tắt, trong các bình trên giá gỗ để không ít đan dược, trong đó phẩm chất cao nhất là linh hải đan dành cho tu sĩ thái ất dùng, thấp nhất là long lâm đan để cho tu sĩ kim tiên dùng. Cuối cùng có chút thu hoạch, Hàn Lập thở dài một tiếng, thu tất cả đan dược vào. Hắn đang muốn rời đi, bỗng nhiên nhướng mày, ánh mắt rơi về phía đan lô đã tắt lửa kia. Đây là vật gì? Tâm niệm Hàn Lập vừa động, đã nhận ra một tia ba động linh lực yếu ớt. Hắn đi ra phía trước, đưa tay vỗ đan lô hướng lên trên, nắp đan lô lập tức bay lên, rơi xuống một bên. Nắp lô mở ra, trong đan lô lập tức tỏa ra một mảnh kim quang tràn đầy, ở trong lại còn ẩn chứa ba động thời gian pháp tắc nồng đậm đến cực điểm, khiến cho Hàn Lập không khỏi biến sắc. Hắn cúi người xem xét, phát hiện trong lò dạng dỡ kim quang, đúng là có 10 quả đan dược lớn chừng trái nhãn đang lẳng lặng nằm dưới đáy lò. Hàn lập tiện tay nhấc một viên trong đó lên, cẩn thận tra xét một lát, không khỏi khẽ cho mày. Mặc dù dược lực mạnh mẽ, lại tán mà không ngưng, rõ ràng sắp thành đan. Chủ nhân này rốt cuộc bị chuyện gì chậm chế? Vì sao không đem chúng luyện thành? Hàn lập âm thầm trầm ngâm nói, hắn do dự một chút, lại thả viên đan dược kia trở về, vung tay lên, đậy nắp lò lại. Sau đó, tâm niệm hắn khẽ động, đang muốn gọi tinh viêm hỏa điều đi ra trợ giúp hắn luyện đan, lúc này mới nhớ tới hỏa điều đang luyện hóa thất thải hỏa đan xa đành xấu hổ cười một tiếng, vẫy một cái trước người, dùng anh hỏa bản thân đốt đan lô. Lửa nóng hừng hực thiêu đốt lên, hỏa diễm thiêu đốt không ngừng, thoáng một cái trôi qua 49 ngày. Trong phòng luyện đan kim quang chấp liên tục, sương mù màu vàng ngưng tụ trên đan lô không tan, tụ thành một đám sương mù hình dáng cây linh chi. Hàn lập ngồi xếp bằng một bên, nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi tán thán nói. Lại dùng lưu hỏa linh chi làm chủ tài luyện chế, trách không được bên trong ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực nồng đậm như vậy, đã để ở đây không biết bao nhiêu năm tháng mà thành đan lại vẫn có khí tượng như thế. Nói xong, hắn đưa tay vẫy một cái, anh hỏa trong lò lập tức cuốn ngược trở về, bay vào trong cơ thể hắn. Lửa đã tắt nhưng cảnh tượng kỳ dị trên đan lô vẫn ngưng tụ không tan, thẳng đến khi hàn lập tiện tay vung lên, rời nắp lò ra, tất cả xương mù mới dần dần tiêu tán. Hắn nhìn chăm chú trong lò, chỉ thấy bên trong có 10 viên đan dược, có 3 viên ở phía trên trải rộng vết nứt, đã bị luyện hỏng. 7 viên còn lại thì thần quang trầm tính, phía trên phân biệt hiện ra bốn đoàn đạo văn, từ đó truyền ra trận trận ba động thời gian pháp tắc mãnh liệt, rõ ràng là bảy viên đạo đan phẩm cấp khá cao. Có những đan dược này, tu luyện đại ngũ hành huyễn thế quyết có thể làm ít được nhiều. Chương 1032, nghe mà kinh sợ. Hàn Lập mừng rỡ, giơ tay lên khẽ vẫy, bảy viên kim đan lập tức xoay tròn rồi nối đuôi nhau bay ra khỏi lò đan, tất cả bị hắn thu vào trong một cái bình ngọc dương chi lớn cỡ bàn tay. Sau khi cất kỹ bình ngọc, Hàn Lập mới thở phào một hơi, xoay người đi ra khỏi cửa điện. Đứng ở bên ngoài điện, hắn đảo mắt nhìn khắp xung quanh một lượt, vùng bàn tay lên, phóng ra một chùm bạch quang lập lòe. Một quang môn bàng bạc từ đó chậm rãi mở ra, thân ảnh đề hồn lập tức bước ra. Chủ nhân, nơi này là, đề hồn nhìn quanh bốn phía một cái, nói ra, chúng ta hiện ở trong một bí cảnh tiên phủ không rõ tên, tạm thời coi như an toàn, ta dự định ở chỗ này bế quan một thời gian, nếu tu vi có thể tăng tiến thêm chút đỉnh, về sau đối mặt với Tiên cung đuổi giết cũng có thêm mấy phần thủ đoạn bảo mệnh." Hàn Lập giải thích, "Chúng ta lần này đại náo Kim Nguyên Tiên cung, lại còn giết đi một gã cung chủ, e rằng tin này đã lan truyền khắp tiên vực. Dù nghĩ thế nào đi nữa, Thiên Đình tuyệt đối sẽ không buông tha, lại còn phái đi một nhân vật trọng yếu có tu vi đại la cảnh như Kỳ Ma tử, chúng ta hiện giờ lưu lại chỗ này là ổn thỏa nhất. Chủ nhân có thể yên tâm bế quan, Đề Hồn sẽ hộ pháp cho người." Đề Hồn gật gù nói, Bốn phía xung quanh cổng vào bí cảnh tiên phủ này đều có phân bổ cấm chế, ngươi chỉ cần chú ý chỗ kia theo dõi là được, không cần thiết lúc nào cũng phòng thủ tại đó. Hàn lập đưa tay chỉ vào một vết rách không gian như có như không ở phía xa trên bầu trời. Được, ta liền thủ hộ ở quảng trường trước mặt kia, một bên tu luyện, một bên hộ pháp. Đề hồn đáp, lại nói tiếp, khí tức của ngươi tựa hồ tăng trưởng không ít. Hàn lập bỗng nhiên chú ý tới biến hóa trên người đề hồn, vẻ mặt hơi đổi. Chủ nhân tuệ nhãn như đuốc, kể từ khi tỉnh lại ta mơ hồ cảm giác trong cơ thể có một luồng pháp tắc chi lực đang không ngừng khôi phục và tăng trưởng có điều đi kèm với nó là một loại cảm giác đói khát thủy chung khó có thể thỏa mãn đề hồn cười cười cảm giác đói khát hàn lập nghi ngờ nói ta cũng không quá rõ ràng chính là cảm thấy cồn cào trong bụng lúc trước nhờ cắn nuốt không ít quỷ vật tình hình mới chuyển biến tốt đẹp hơn một chút ngày sau nếu như còn gặp quỷ tu ta lại thử lần nữa xem sao đề hồn suy tư một lát rồi nói được, ta đây sẽ lập tức bế quan trong đại điện phía trước này, những việc còn lại giao phó cả cho ngươi. Hàn lập cười nói, dứt lời, hai người xuyên qua vườn hoa đi tới trước đại điện, đề hồn trực tiếp tiến vào trong quảng trường, ngồi bên cạnh tòa nhật quỹ, còn Hàn lập lại quay người đi vào trong đại điện. Bài trí trong đại điện vẫn như cũ, ngoại trừ tấm bình phong che đậy thông đạo dẫn đến hỏa trì ngũ sắc, còn lại chỉ có ba khối bồ đoàn bạch ngọc. Hàn lập tiến lại gần, rồi khoanh chân ngồi lên chiếc bồ đoàn ở chính giữa hắn lẳng lặng điều tức trong chốc lát rồi chợt mở hai mắt cổ tay đảo một cái lấy ra bình bạch ngọc dương chi đổ một viên đan dược màu vàng vào lòng bàn tay lập tức ném vào trong miệng đan dược vừa chui vào bụng lập tức có một luồng pháp tắc chi lực nồng đậm khuếch tán trong bụng hàn lập trước hết là tràn ngập đan điền tiếp đó hình thành vô số dòng chảy đổ về tứ chi bách hải hàn lập khép hờ hai mắt thu liếm tinh thần vội vàng vận chuyển công pháp đại ngũ hành nguyễn thế quyết dẫn dắt luồng pháp tắc thời gian chi lực này quán chú các nơi khiếu huyệt đặc biệt trong cơ thể hắn. Một lát sau, Hàn Lập nhíu mày, hai mắt mở ra, gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy bồ đoàn bạch ngọc dưới thân hắn đang không ngừng tỏa hào quang, những hoa văn vòng tròn xung quanh bồ đoàn chậm rãi lan tỏa từng vòng ánh sáng như tầng tầng gợn nước. Hai bồ đoàn bên cạnh giường như cảm ứng được, cũng bắt đầu le lói kim quang. Không gian bên trong đại điện tựa như được tưới lên một lớp thủy dịch kim sắc, có thể thấy rõ từng trận ba động nhộn nhạo. Hàn Lập đang đả tọa ở giữa, chỉ cảm thấy thân thể bị một luồng ba động thời gian pháp tắc đặc biệt khác lạ bao bọc, rơi vào kỳ ngộ khó nói thành lời. Nội tâm hắn vui vẻ, một lần nữa chỉnh đốn tập trung tinh thần, bấm niệm pháp quyết, vận chuyển công pháp đại ngũ hành nguyễn thế quyết. Nương theo sự tuần hoàn của công pháp, quanh thân hắn sáng lên năm vòng kim quang, không ngừng xoay tròn bất định. Chính là chân ngôn bảo luân, quang âm tịnh bình, đông ất thần mộc đại diện cho năm loại pháp tắc thời gian. Vật đại diện cho năm loại pháp tắc sơ hiện, kéo theo hơn 1.600 đoàn đạo văn nhau nhau chấp động, truyền ra từng trận ba động pháp tắc thời gian cường đại đến cực điểm, kinh hãi nhân tâm. Sau khi các vật như chân ngôn bảo luân xuất hiện, tầng kim quang bao phủ cung vàng điện ngọc bắt đầu như những cánh hoa, một cánh rồi một cánh khép lại, vây hàn lập vào giữa, cuối cùng hóa thành một nụ hoa vàng rực khổng lồ. Cảm nhận được từng sợi tơ lực lượng pháp tắc thời gian đang nhẹ nhàng dung nhập vào cơ thể, nội tâm hàn lập kinh hỉ tột độ. Hắn đương nhiên minh bạch trong bí cảnh này nhất định còn ẩn giấu bí mật, chẳng qua tu luyện trước mắt vẫn là chuyện khẩn yếu nhất, hết thảy đành đợi sau khi hắn xuất quan mới tính. Đào mắt một cái đã hơn 200 năm trôi qua, trên quảng trường Bạch Ngọc bên trong bí cảnh có một thiếu nữ vận hắc y đang khoanh chân đả tọa bên cạnh khung nhật quỹ. Ánh mắt nàng chấm chú nhìn về khe nứt không gian phía xa, hơi trầm xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Trên đầu vai nàng có hai cái chân thò xuống của một tiểu nhân màu bạc, thân cao chừng năm tấc, toàn thân tiểu nhân là hỏa diễm ngân sắc, duy chỉ có trên đỉnh đầu là bảy ngọn hỏa diễm khác nhau, màu sắc vô cùng rực rỡ, thoạt nhìn giống như một kẻ có tóc lửa bảy màu vậy. Thiếu nữ nọ chính là đề hồn, mà tiểu gia hỏa đang vắt vẻo trên vai nàng chính là tinh viêm hỏa điểu đã xuất quan. Sau khi hoàn toàn luyện hóa hết những viên thất thải hỏa đan xa, tiểu nhân do hỏa điểu biến thành rõ ràng đã cao lớn hơn trước nhiều, trên đầu lại đặc biệt sinh ra bảy ngọn hỏa diễm có bảy màu với nhiệt độ cực cao. Trái ngược với đề hồn đang hướng về phía khe nứt không gian, ngân diễm tiểu nhân quay đầu về phía tòa đại điện màu vàng phía sau, hai chân bé xíu bé xíu của nó khép lại, đung đưa, bộ dáng có chút dầu dĩ không vui. Tiểu tinh tinh, người đang trông ngóng chủ nhân tranh thủ thời gian xuất quan A. À. Đề hồn phát giác được tâm tình của tinh viêm hỏa điểu, cười hỏi. Ngân diễm tiểu nhân khẽ gật đầu, đám tóc bảy màu trên đầu nó cũng rung rung theo. Đề hồn biết rõ tiểu gia hỏa này đang nóng lòng muốn cho hàn lập chứng kiến uy lực của nó sau khi cắn nuốt hấp thu thất thải hỏa đan xa, nàng có chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu. Vài ngày trước lúc tiểu gia hỏa này mới xuất quan, ngân diễm toàn thân cùng với thất thải hỏa diễm hừng hực trên đầu phóng suốt bừa bãi, thiếu chút nữa đã áp chế không nổi, thiêu trụi một mảnh rừng trong bí cảnh. Cũng may đề hồn kịp thời ra tay khống chế, hỏa diễm mới không kịp lan tràn đến kiến trúc bên này, có điều rừng cây phía trước đã bị thiêu hủy toàn bộ, ngay cả một nửa quảng trường bạch ngọc cũng đã cháy đen. Đúng lúc này, quảng trường bỗng nhiên chấn động kịch liệt, tiếp đó toàn bộ bí cảnh cũng bắt đầu lắc lư theo. Ánh mắt đề hồn ngưng trọng, đột một tung mình bay vọt lên trời tinh viêm hỏa điểu đang ngồi trên vai nàng tựa hồ bị bất ngờ thân hình nó lảo đảo thiếu chút nữa thì rơi từ trên vai xuống đề hồn lơ lửng giữa không trung nhìn xuống phía dưới chỉ thấy màn sương mù màu xám bao phủ biên giới bí cảnh đang kịch liệt quay cuồng mơ hồ có xu thế trôi giạt về phía sau sương mù màu xám rút lui đến đâu diện tích bí cảnh tiên phủ mở rộng đến đó từ lúc bắt đầu đây đã là lần thứ ba đề hồn lẩm bẩm một mình đây không phải lần đầu nàng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, có điều cường độ mỗi lần sương mù cuồn cuộn trôi giạt càng ngày càng tăng, diện tích địa vực lộ ra cũng càng lúc càng lớn theo. Sau đó chừng mười mấy hơi thở, cơn địa chấn hoàn toàn biến mất, màn sương mù màu xám cũng ngưng vận chuyển. Đề hồn nhìn về phía đại điện màu vàng nơi Hàn Lập đang bế quan, trong mắt mơ hồ có chút lo lắng. 80 năm trước, Hàn Lập đã đột phá thành công thái ất cảnh hậu kỳ, lúc ấy còn đưa tới dị tượng không nhỏ, khuấy động thiên địa bên trong bí cảnh. Tuy nhiên, Chẳng biết tại sao, sau đó hắn lại không lựa chọn xuất quan, mà tiếp tục một mực bế quan đến tận hôm nay. Đêm xuống, trong đại điện tràn ngập kim quang, trung tâm mơ hồ có một nụ hoa màu vàng lẳng lặng phiêu phù. Bên trong nụ hoa là Hàn Lập đang khoanh chân đả tọa, làn da toàn thân sáng như mỹ ngọc, một số nơi còn trong suốt, thậm chí còn có thể thấy rõ ràng kinh lạc mạch quản và xương cốt vàng nhạt dưới da. Ngoài ra trên thân thể hắn còn thấy rõ từng điểm tiên khiếu đang lấp lóe ánh vàng, số lượng đạt tới 359 chỗ hiện tại tu vi hàn lập đã đạt đến thái ất cảnh đỉnh phong dưới thân hắn những hoa văn vòng tròn trên ba chiếc bồ đoàn bạch ngọc tuy vẫn phát sáng nhưng quang mang rõ ràng đã ảm đạm đi trông thấy phía trên không còn kim quang rung động nhộn nhạo hiển nhiên lực lượng pháp tắc thời gian ẩn chứa trong đó đã tiêu hao gần như không còn đúng lúc này mí mắt hàn lập vốn đang đóng chặt bỗng nhiên khẽ run rẩy rồi chậm rãi mở ra bên trong đôi mắt tỏa ra kim quang gần như thực chất kéo dài ba tắc hô hắn chợt há miệng thở mạnh phun ra một đám sương mù màu trắng. Sau đó vài hơi thở, vẻ mặt hàn lập ổn định lại, chậm rãi mở chừng hai mắt, hết thảy dị tượng toàn thân chậm rãi tản đi như sương mù gặp nắng mai, kim quang trong mắt cũng theo đó thu liếm. Lúc này, tinh khí thần toàn thân hắn sung túc hoàn mỹ, cả người thần quang nội liếm, chẳng để lộ chút phong mang. Chỉ nhìn thoáng qua có lẽ không cảm thấy có gì khác biệt, nhưng nếu như chăm chú nhìn một lát, sẽ lập tức phát hiện trên người của hắn tựa hồ bao phủ một tầng thần quang như có như không, đó chính dấu hiệu thân thể Thái Ất Ngọc Tiên đã hoàn toàn thông thấu. Xem ra cũng chỉ có thể dừng ở đây, muốn một hơi đột phá đến đại la cảnh là chuyện không thể. Hàn Lập phối hợp nói một câu, vừa dứt lời, hắn khẽ nhếch miệng tự giễu, cảm giác bản thân thực sự đã quá tham lam. Mới chỉ hơn 200 năm thời gian, tu vi của hắn từ Thái Ất trung kỳ trực tiếp thăng tiến đến Thái Ất đỉnh phong, chỉ còn cách thành tựu đại la cảnh một bước ngắn mà thôi. Tuy rằng được hoàn cảnh cổ quái nơi đây gia trì, có 7 viên thời gian pháp tác đạo đan phụ trợ, lại có thân thể với hơn 900 chỗ huyền khiếu làm làm cơ sở, tốc độ phá cảnh như thế vẫn là khiến người khác nghe mà kinh sợ. E rằng việc này truyền ra, tuyệt đại đa số tu sĩ căn bản sẽ không tin tưởng. Hàn lập nghĩ đến đây cũng vô cùng vui sướng. Sau khi tính tỏa trong chốc lát, hắn chậm rãi đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi. Toàn thân liền vang lên một hồi đùng đùng thanh âm minh hưởng. Hắn đang muốn ra khỏi đại điện, chợt trong tai bỗng nhiên vang lên một tiếng két nho nhỏ. Chương 1033, dị tượng trùng thiên. Hàn Lập nghe tiếng động nhìn qua, khẽ nhíu mày lại. Chỉ thấy khối bồ đoàn bạch ngọc lúc trước hắn vẫn ngồi đột nhiên hiện ra một vết nứt, tiếp theo đùng một tiếng vỡ vụn ra. Nhưng có điều cổ quái là bồ đoàn kia vỡ vụn ra, vậy mà không chia năm xẻ bảy thành các khối nhỏ, mà trực tiếp biến thành bột mịn màu trắng, tản mát ra khắp đại điện. Cùng lúc đó, cả tòa đại điện màu vàng óng bắt đầu rung động kịch liệt, một cỗ ba động cổ quái từ đó truyền ra. Trong lòng Hàn Lập khẽ biến, tiếp theo tựa như nghĩ tới điều gì thân hình lùi nhanh lại, bay thẳng đáp xuống quảng trường đá trắng. Kết quả ra ngoài điện, hắn mới phát hiện biên độ lắc lư phía ngoài còn mãnh liệt hơn bên trong. Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì? Đề hồn thấy thế, vội mang theo tinh viêm hỏa điều bay tới. Không rõ, tựa hồ là ta phát động cơ quan tỏa bí cảnh tiên phủ này. Sợ là trong bí cảnh này sẽ sinh biến. Hàn lập nhìn nàng một cái, như có điều suy nghĩ nói ra. Nếu vậy, hay là chúng ta nên nhanh rời đi trước? Đề hồn nghe vậy, nói gấp, đáng tiếc, Hàn Lập gật đầu nhẹ, thở dài nói. Trong bí cảnh tiên phủ này, hiển nhiên còn rất nhiều bí mật ẩn tàng, chỉ là đã không còn thời gian đi tìm tòi nghiên cứu nữa. Nói xong, thân hình hai người xoay lại, tính bay lên chỗ vết rách trên bầu trời kia trốn đi. Kết quả khi xoay người nhìn lên, trong nháy má cả hai sững sờ tại chỗ. Vết sách hư không liên thông bí cảnh ra ngoài đã biến mất. Làm sao có thể, vừa rồi vết nước kia vẫn còn mà. Không tin người hỏi tiểu tinh tinh xem, thần sắc đề hồn khẽ biến, vội vàng nói. Ngân diễm tiểu nhân vẫn ngồi trên đầu vai nàng nghe vậy, vội đứng lên, gật đầu liên liệm, thải diễm bảy màu trên đầu cũng lay động theo. Ta tin, nhất định không gian bí cảnh này đã phát sinh biến hóa gì đó. Hàn lập gật đầu nói, hắn đã sớm chú ý tới biến hóa trên người tinh viêm hỏa điều, chỉ là giờ phút này không rảnh hỏi thăm thôi. Đúng rồi. Lúc chủ nhân bế quan, bí cảnh này đã xuất hiện hơn 10 lần chấn động, mãnh liệt nhất là lúc người phá cảnh học kỳ. Mà trong tháng nay, tính cả lần này thì đã có 4 lần. Mỗi lần chấn động, sương mù xung quanh bí cảnh sẽ tán lui đi, sẽ hiển lộ ra một bộ phận địa vực hoàn toàn mới. Đề hôn còn nói thêm, người có từng đi điều tra qua những địa phương kia chưa, có gì cổ quái không? Hàn lập nhíu mày hỏi, ta chỉ tới gần một lần, không phát hiện điều gì dị thường. Chỉ là sau khi chấn động, số lần càng phát ra nhiều hơn, ta cũng không dám tự tiện rời đi, vẫn chờ đợi ở chỗ này. Đề hồn lắc đầu, đáp, Hàn Lập nghe vậy, cho mày, ngay lúc đang suy tư là chuyện gì xảy ra thì đại điện phía trước bỗng nhiên chấn động ầm một tiếng. Một đạo bảo quang màu vàng to trăm trượng bỗng nhiên từ trên thân điện sáng lên, sông thẳng lên trời cao. Sau đó, bốn phía đại điện chấn động bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lại. Hàn Lập thấy thế, trong lòng nghi hoặc khó nói nên lời, thân hình nhảy lên, muốn lần nữa tới gần đại điện xem xét kết quả lại bị một cỗ lực lượng vô hình cản lại hắn căn bản không có cách nào tới gần cửa điện chủ nhân người có cảm giác đại địa đang từ từ nhô cao lên không đề hồn đột nhiên hỏi hàn lập lúc trước một mực chú ý đến kim quang giờ phút này nghe nàng nói vậy mới lập tức phản ứng thân hình hắn bay lên nhìn bốn phía chỉ thấy sương mù xám ở rìa bí cảnh cuồn cuộn di chuyển kịch liệt từng tấc từng tấc lãnh thổ hoàn toàn mới bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt hàn lập bên ngoài bí cảnh tiên phủ trung bộ kim nguyên sơn mạch thung lũng thanh ti. Mặt đất lắc lư không thôi, phát ra âm thanh ầm ầm, phảng phất như động đất. Đây, đây là địa long chuyển mình, thôn dân dư lương nhao nhao từ trong nhà vọt ra, đi tới khu vực trống trải bên ngoài. Vào thời khắc này, một tiếng như sấm rền từ dưới đất truyền ra, sau đó chỗ bạch thủ cốc bỗng nhiên dâng lên một đạo quang trụ màu vàng to lớn, sông thẳng tới chân trời, chui vào trong tầng mây, làm tầng mây trong phụ cận mấy trăm dặm nhuộm thành màu vàng. Quang trụ thô to không gì sánh được, Ngọn núi gần đó còn nhỏ bé hơn. Lấy quang trụ màu vàng làm trung tâm, thiên địa nguyên khí phụ cận ba động kịch liệt. Tầng mây màu vàng trên bầu trời quay cuồng bất động, phát ra từng đợt thanh âm ầm ầm như hàng ngàn hàng vạn con ngựa chạy sầm sập. Thôn dân Dư Lương thấy cảnh này, trợn mắt hốc mồm. Đây là thần tích, thần tiên hiển linh, không biết ai hô một tiếng, thôn dân Dư Lương rào rào quỳ rạp xuống đất, cúi bái về phía quang trụ màu vàng không thôi. Không nói đến thôn dân Dư Lương ngu muội hướng đông nam thung lũng thanh ti có bảy tám đạo độn quang bay tới, trong nháy mắt đến phụ cận, dừng lại trên không trung cách khe núi hơn 10 dặm. Quang mang thu vào hiện ra mấy tên tu sĩ, người cầm đầu là một lão phụ tóc xám trắng kim tiên cảnh, tay cầm một cây xà trượng màu vàng, những người khác đều là thanh niên nam tử tuổi không lớn lắm, chỉ có tu vi chân tiên cảnh. Trên thân mấy người đều mặc trang phục thống nhất màu vàng đất, thoạt nhìn là người cùng một tông môn. Nhìn dị tượng trước mắt, mấy tên thanh niên nam nữ kia mặt lộ vẻ hưng phấn. Lâm sư thúc, dị tưởng như thế tựa hồ là dấu hiệu có bảo vật, bí cảnh gì hiện thế. Chúng ta nhanh đi xuống xem một chút đi, nếu không một lát lại có những người khác đến thì phiền toái. Một nam đệ tử có làn da trắng nón kích động nói với lão phụ tóc xám. Những người khác cũng kích động, dối rít gật đầu đồng ý. Không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhìn cảnh tượng này đúng là dấu hiệu bảo vật xuất thế, bất quá vật này cũng chưa triệt để hiện thế, hiện tại xuống dưới cũng không làm được gì. Hơn nữa dị tượng này không thể coi thường, không phải mấy người chúng ta có thể khống chế được, nhanh truyền tin về tông môn, cáo chi tình huống nơi này cho môn chủ. Thần sắc lão phụ tóc xám cũng có chút kích động, nhưng vẫn còn duy trì tỉnh táo, phân phó. Mấy thanh niên nam nữ phía sau nghe vậy, lập tức hành động, vội vã lấy ra trận bàn đưa tin báo về tông môn. Vào thời khắc này, lại có hai vệt độn quang từ đằng xa bay vụt đến, đi tới phụ cận khe núi, hiện ra hai tu sĩ mặc hắc bào khuôn mặt âm lệ, đều có tu vi kim tiên. Là người hắc sát tông một thanh niên nam tử sau lưng lão phụ thấp giọng nói ra, không cần để ý tới bọn hắn, đều qua bên này đi. Lão phụ tóc xám nhìn hai người kia một chút, mang theo mấy người hạ xuống một đỉnh núi phụ cận. Hai tu sĩ mặc khắc bào nhìn đoàn người lão phụ tóc xám, sau đó thu hồi ánh mắt, cũng phi thân đáp xuống một ngọn núi bên cạnh, sau đó lấy ra khí cụ đưa tin, liên hệ người khác. Dị tượng quang trụ khổng lồ phóng lên tận trời tại trung bộ kim nguyên sơn mạch truyền ra với tốc độ cực nhanh thế lực khắp nơi trong Kim Nguyên Sơn mạch nhanh chóng đã biết việc này, càng ngày càng nhiều người tới đây. Trong nháy mắt hơn nửa tháng trôi qua, quang trụ màu vàng chẳng những không yếu đi bớt, ngược lại có xu thế phát ra càng mạnh. Trong bí cảnh, Hàn Lập đứng đó, đôi mắt tỏa sáng. Theo bí cảnh chấn động, sương mù màu xám chỗ rìa nhanh chóng biến mất. Giờ phút này, không gian trong bí cảnh đã lớn gấp bội, dần dần hiển lộ ra hình dáng. Hai bên trái phải khu rừng núi rậm rạp hiện ra hai dãy núi màu vàng cao lớn liên miên, kéo dài tận chân trời phảng phất như hai tường thành rãnh trời đem khu rừng rậm rạp kẹp ở giữa hình thành một hẻm núi khổng lồ chỗ giữa hai bên sườn núi của hai dãy núi màu vàng lên trên bị mây mù màu xám bao phủ thật dày căn bản không nhìn thấy thân núi kỳ lạ nhất là từng sợi xích màu xám to bằng vại nước từ trong sương mù màu xám treo lơ lửng xuống thẳng đến chân núi giống như thác nước vậy trên xiềng xích chấp động đạo đạo hồ quang điện màu xám rung động xì xì nhìn có chút dọa người Hàn Lập phi thân hạ xuống một chỗ dưới ngọn núi, nhìn những xiềng xích màu xám kia, hơi chần chờ, thò tay chạm vào một chút. Một đạo lôi điện màu xám như rắn từ trên xiềng xích nhảy ra, đánh vào trên người hắn. Hàn Lập kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lùi lại một bước, chỗ bị sét đánh cháy đen một mảnh. Hắn vận chuyển tiên linh lực, chỗ cháy đen rất nhanh khôi phục lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lôi điện màu xám này có uy lực cực lớn, cho dù lấy nhục thân cường hãn của hắn vẫn có chút không ngăn cản nổi đây chỉ là một tia chấp nếu như có nhiều lôi điện đánh tới hắn cũng không dám cam đoan bình yên vô sự hàn lập thu hồi ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi không gian cửa vào sau lưng là một mảnh hư không vững chắc hắn nhìn lại hướng hẻm núi do hai ngọn núi hình thành nơi đó sương mù màu xám đang không ngừng biến mất hiển lộ ra một đầu thông đạo đi vào chỗ sâu trong bí cảnh thân hình hắn khẽ động bay về phía nơi đó cùng lúc đó ngàn dặm chung quanh thung lũng thanh ti đã tràn ngập thân ảnh tu sĩ chừng mấy vạn người Môn phái thế lực phong phú, các nơi bắt đầu phân ra từng địa bàn to to nhỏ nhỏ, một ít người độc hành còn dễ, tìm một chỗ dừng lại là được. Còn tông môn thế lực nhân số đông đảo thì cần khu vực không nhỏ. Khu vực gần quang trụ nhất, giờ phút này bị bảy tám tông môn không chút khách khí chiếm cứ. Ngọn núi đám người lão phụ tóc xám trước kia chiếm cứ bị người cướp mất vị trí, giờ phút này họ bị đẩy ra phía sau. Trong bọn họ nhiều ra thêm ba người, một nam tử trung niên sắc mặt hơi vàng, một thiếu phụ xinh đẹp và một lão giả đầu bạc ba người đều có tu vi kim tiên nhất là nam tử mặt vàng kia đã đạt đến kim tiên hậu kỳ đứng đầu đoàn người thoạt nhìn là thủ lĩnh linh tiêu môn vọng yêu các liệt quang thành mặc hương lâu thanh tác cốc lăng nguyệt quán bạch vân sơn trang đều là các thế lực được bài danh hàng đầu ở kim nguyên sơn mạch vậy mà lại đi đoạt địa bàn của chúng ta phụ nhân tóc xám nhìn mấy tông môn đứng đầu kia đặc biệt là khi nhìn những người lăng nguyệt quán thì càng lạnh lẽo trầm giọng nói ra địa bàn họ trước đó chiếm cứ đã bị người lăng nguyệt quán đoạt đi không có biện pháp, ai biểu thực lực chúng ta không bằng người, những tông môn kia đều có cao thủ thái ất cảnh tỏa chấn, hoàng phong môn nho nhỏ chúng ta làm sao tranh phong cùng bọn họ được. Nam tử mặt vàng thở dài, căn cứ tình huống chúng ta dò xét những ngày qua, dị tượng nơi đây hẳn là một chỗ bí cảnh hoặc là tiên phủ xuất thế. Loại chuyện tầm bảo này chưa hẳn thực lực mạnh đã tốt, vận khí còn quan trọng hơn. Một nữ tử trung niên khác hừ một tiếng, nói ra. Những người khác nghe vậy, mặc dù biết rõ lời ấy phần lớn chỉ để an ủi bản thân nhưng vẫn gật đầu nói phải tới tấp. Kỳ quái, thông thiên kiếm phái và thiên thủy tông cách Kim Nguyên Sơn mạch rất xa, giờ phút này không đến cũng không có gì đáng nói, nhưng tại sao lại không thấy người tiên cung? Lão giả đầu bạc nhíu mày nói ra, chương 1034 các phương tụ tập. Liên Thạch Huynh vừa bế quan xong nên không biết Kim Nguyên Tiên Cung xảy ra đại sự. Nghe nói hơn trăm năm trước có người đơn độc tới Kim Nguyên Tiên Cung, tàn sát cả cung chủ Đông Phương Bạch, thiên âm ngũ tử cùng các cao thủ khác khiến bây giờ kim nguyên tiên cung thực lực giảm mạnh. Không biết vì sao đến nay thiên đình vẫn chưa phái người đến chủ trì đại cục, cho nên lần này hẳn là bọn họ sẽ không đến. Lão phụ tóc xám nhìn lão giả đầu bạc một chút, chậm rãi nói ra. Lại có chuyện này, Đông Phương Bạch là tồn tại thái ất cảnh đỉnh phong, thực lực chân chính thậm chí không thua kém đại la cảnh, là người phương nào làm. Chẳng lẽ là luân hồi điện, thân thể lão giả đầu bạc chấn động, trong mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin nghe nói là một kẻ trên chu tiên bảng, gọi Hàn Lập làm, thế nhưng không biết người này có phải là thành viên luân hồi điện hay không, chỉ sợ từ xưa đến nay, thiên đình chưa bao giờ gặp sự tình hoang đường như thế. Bây giờ thiên đình đã ban bố lệnh truy nã, trọng thưởng cho ai bắt được hắn, chỉ là một mực không có tin tức về kẻ đó, không biết có phải hắn đã rời khỏi kim nguyên tiên vực hay không. Lão phụ tóc xám cười hắc hắc một tiếng, nói ra. Lão giả đầu bạc ngẫm nghĩ gật đầu, thần sắc đã khôi phục bình tĩnh, hai con người giống như cũ chấp động không thôi. Nhưng vào lúc này, ở phủ cận đoàn người Hoàng Phong Môn, có hai thân ảnh một nam một nữ đứng đó. Hai người đều mặc áo bảo đen, thiếu nữ tuổi trẻ, dung mạo xinh đẹp, nam thân hình thon gầy, sắc mặt có chút tái nhợt. Nghe mấy người Hoàng Phong Môn trò chuyện, ánh mắt hai người đều nhìn qua, thần sắc hơi khác thường. Đã nhiều năm như vậy không gặp, Hàn Huynh, người khiến ta kinh hỉ càng ngày càng lớn. Thiếu nữ tuổi trẻ khóe miệng hơi vỉnh, dùng thanh âm nhỏ bé không thể nhận ra tự lẩm bẩm nói. Thế nào, người muốn đi tìm người kia, chớ quên nhiệm vụ của chúng ta. Thanh niên mặc hắc bào nhìn về phía thiếu nữ trẻ tuổi, nhíu mày truyền âm nói. Người yên tâm, ta biết nặng nhẹ, thiếu nữ tuổi trẻ khoát tay áo, từ tốn nói. Vào thời khắc này, mấy đạo lam quang hùng vĩ từ đằng xa bay vụt đến, mang theo thủy khí cực kỳ nồng nặc, trong nháy mắt đến gần. Độn quang chớp động giữa không trung, hiện ra bốn tu sĩ áo lam, trực tiếp hạ xuống bên dưới bốn người tản ra khí tức cực kỳ khổng lồ đều là tồn tại thái ất cảnh mấy người phía trước vội vàng giạt ra một con đường là người thiên thủy tông nghĩ không ra bọn chúng cũng tới sắc mặt nam tử mặt vàng hoàng phong môn hơi đổi nhẹ nhàng nói ra thân sắc những người hoàng phong môn khác cũng biến đổi những người xung quanh cũng đồng dạng như thế cả bốn người thiên thủy tông không để ý chút nào tới những người xung quanh nhanh chóng tiến đến phụ cận quang trụ màu vàng trong bốn người hai người đi ở phía trước một người là nữ tử hai 21 tuổi, lông mày lá liễu, dung mạo tuyệt mỹ, chỉ là sắc mặt lạnh lùng, phảng phất như tiên tử trong nguyệt cung, luôn tỏa ra cảm giác như xa cách ngàn dặm. Người còn lại là đại hán trung niên, hai mắt nhỏ dài, mũi ưng, toàn thân lộ ra một cỗ sát khí, khiến cho người ta mới thấy không khỏi dùng mình một cái. Phía sau hai người, một tráng hán mày rậm, thân thể cao lớn dị thường, một người khác là thanh niên ôn nhã, cầm trong tay một thanh quạt xếp, giống như công tử văn nhã dưới thế tục, Tông phái linh tiêu môn đứng gần nhất, vội vàng tránh ra bên cạnh, chừa ra một chỗ trống. Tô án thiến tiên tử, cận lưu đạo hiếu, năm đó từ biệt ở đáng hồ, nhiều năm không gặp, phong thái hai vị vẫn như cũ. Nghĩ không ra nơi đây phát sinh gì tưởng, vậy mà cũng hấp dẫn hai vị đến đây. Trong linh tiêu môn, một đại hán mặt rộng đi ra, mỉm cười nói với nữ tử mặt lạnh và đại hán trung niên, nhưng lại lộ ra ý thăm dò. Thế nào, nơi này là địa bàn linh tiêu môn các ngươi, chúng ta không tới được sao? cận lưu lường đại hán mặt rộng lạnh lùng nói tại hạ không dám chỉ là thiên thủy tông cách đây khá xa hai vị đạo hữu lại là nhân vật hết sức quan trọng trong thiên thủy tông giờ phút này cùng nhau tới đây chúng ta đều rất ngạc nhiên hẳn là hai vị đạo hữu biết rõ dị tượng này a à. đại hán mặt rộng lắc đầu mắt sáng lên nói người các thế lực phong yêu các liệt quang thành cũng nhìn sang bị nhiều như vậy người nhìn chằm chằm lông mày cận lưu hơi nhíu lại hai người chúng ta làm việc ngay tại phủ cận kim nguyên sơn mạch nghe nói nơi đây có dị tượng, cho nên mới tới tìm hiểu, đối với sự tình nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Ngược lại thanh tác cốc ở gần nơi đây nhất, hẳn là có chút manh mối a. À. Tô án thiến nói chen vào, thanh âm thanh lãnh nhưng lại tràn đầy sống động, sau đó ánh mắt nhìn về đám tu sĩ si áo xanh cách đó không xa. Thanh tác cốc chúng ta tuy gần đây nhất nhưng nơi đây vốn hoang vu, xưa nay ít ai lui tới, cho nên trước kia không chú ý đến. Bất quá ta đã phái người tìm hiểu rõ ràng, khe núi này là thung lũng thanh ti, quả thật có chút cổ quái, trong thung lũng thanh ti có một chỗ bạch thủ cốc. Theo phàm nhân gần đó nói, trong cốc này có một dòng thanh tuyền, ngâm thân thể trong đó có thể làm cho kẻ già dạ yếu sắp chết cải lão hoàn đồng, chỉ là thanh tuyền kia giờ phút này bị quang trụ bao phủ bên trong, không cách nào dò xét. Một nam tử áo xanh diện mục anh Tuấn từ bên trong đám người thanh tác cốc đi ra, vội vàng giải thích, tựa hồ sợ trở thành mục tiêu công kích. Khiến cho người ta cải lão hoàn đồng, đúng là có chút kỳ lạ hiếm thấy, chắc là có quan hệ cùng thời gian pháp tác nước suối kia chính là quang âm chi thủy trong truyền thuyết. Trên mặt tô án thiến xuất hiện vẻ kinh ngạc, lập tức suy đoán. Quang âm chi thủy chân quý bực nào, sao lại xuất hiện tại nơi vắng vẻ này được, phàm nhân ngu dốt nói không chừng thanh tuyển kia không có quan hệ cùng dị tượng quang trụ này. Cận lưu lắc đầu nói ra, tô án thiến lường cận lưu, xong không nói gì. Ha ha, các vị đạo hữu đến nhanh quá, lôi mỗ lại tới trễ rồi. Một thanh âm hùng vĩ đột nhiên vọng tới, u u quanh quẩn trên không khen núi. Đám người nghe tiếng, thân sắc đều biến đổi, ngẩng đầu nhìn lại. Lông mày Cận Lưu cũng nhíu lại, nhìn về phía chân trời xa xa. Sắc mặt Tô Án Thiên phát lạnh, toàn thân bỗng nhiên lộ ra một cỗ hàn băng chi ý. Một vệt kim quang xuất hiện ở chân trời, sau một khắc nhanh chóng sáng lên, biến thành một viên luân màu vàng giống như mặt trời, chiếu rọi trong khe núi khiến tất cả mọi người không mở mắt ra được. "Lôi Ngọc Sách, người uy phong thật lớn a." À. Cận Lưu cười lạnh một tiếng, phất tay áo lên, một tầng lam quang như nước gợn từ trong tay gã bắn ra nhanh chóng khuếch tán ra ngoài những nơi nó đi qua lam quang lóa mắt ở khắp mọi nơi đều biến mất tựa hồ bị lam quang hấp thu vào một nửa hắc cận đạo hữu phát ra thương hải thần quyết càng tinh diệu bội phục giữa không trung kim quang lóe lên rồi biến mất hai bóng người xuất hiện hạ xuống người đi đầu là một nam tử tráng niên ba mươi mấy tuổi mặc một bộ trường bào màu vàng dáng người hùng tráng xuyên qua quần áo cũng có thể nhìn thấy rõ ràng cơ bắp phảng phất như một con hùng sư uy mãnh, người còn lại là một thanh niên tuấn mỹ, mày như loan nguyệt khí tức trên thân phong thanh vân đạm, không mang theo chút cảm giác lang lệ nào. Nguyên lai là lôi đạo hiếu và văn đạo hiếu của thông thiên kiếm phái, nghĩ không ra hai vị cũng tới nơi đây, thật sự hạnh ngộ a. À. Đại hán mặt rộng của linh tiêu môn nam tử áo xanh thanh tác có cùng đám người nhau nhao tiến lên chào hỏi, thái độ càng thêm cung kính so với lúc đối mặt bốn người thiên thủy tông. Hai người chúng ta cũng làm việc tại phủ cận kim nguyên sơn mạch ngẫu nhiên nghe nói chuyện nơi đây, cho nên tới xem một chút. Bí cảnh xuất thế, bảo vật trong đó tự nhiên để người có duyên lấy được. Thông thiên kiếm phái chúng ta không có ý tứ cậy mạnh độc chiếm, chứ vị chớ có khẩn trương. Thanh niên Tuấn Mỹ kia mỉm cười đáp lễ, chúng ta nguyện lấy lôi đạo hiếu, văn đạo hiếu làm chủ, giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe xong lời này, bọn người đại hán mặt rộng nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao nói. Bốn người thiên thủy tông mắt thấy cảnh này, thần sắc không vừa lòng, nhưng cũng không nói thêm cái gì tô tiên tử nhiều năm không gặp vài năm trước đây ngươi đóng cửa tu luyện thái âm băng phách đạo ta nhiều lần đến cửa đều không thể nhìn thấy ngươi nghĩ không ra hôm nay lại gặp ở đây xem ra ngươi đã đột phá bình cảnh thái ất hậu kỳ ta thật sự mừng thay cho ngươi lôi ngọc sách không để ý đến người khác nhìn về phía tô án thiến trong mắt lộ ra một cỗ thâm tình tô án thiến hừ một tiếng quay đầu không để ý tới người này bộ dạng vô cùng phiền phức lôi ngọc sách không tức giận chút nào si ngốc ngắm nhìn Tô Án Thiến. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều đã quen thuộc, cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc. Thông thiên kiếm phái lôi ngọc sách yêu đơn phương thiên thủy tông Tô Án Thiến, đau khổ theo đuổi hơn 10 vạn năm, chuyện này ở Kim Nguyên Đại Lục mọi người đều biết. Thực lực hai người này không tệ, thông thiên kiếm phái là gì vậy? Ở gần chỗ Hoàng Phong Môn, thiếu nữ tuổi trẻ kia lông mày cao lại truyền âm hỏi. Thông thiên kiếm phái được xưng tụng là đại tông môn đệ nhất kim nguyên tiên vực, thực lực so với kim nguyên tiên cung chỉ mạnh hơn không kém, lôi ngọc sách này là phó trưởng môn thông thiên kiếm phái, thực lực đã đạt đến thái ất cảnh hậu kỳ, chính là số ít cao thủ ở kim nguyên tiên vực. Mà thanh niên tuấn Mỹ họ văn kia, hẳn là chấp kiếm trưởng lão thông thiên kiếm hái văn trọng, thực lực không thể khinh thường. Ngoài hai người bọn họ ra, còn có tổ án thiến, cận lưu của thiên thủy tông, đều là đại địch lần này của chúng ta. Trước khi tới đây, người không nhìn qua tư liệu sao? hiện tại ta rất hoài nghi cấp trên để cho ngươi quản lý việc này, có thỏa đáng hay không? Thanh niên hắc bào ở bên cạnh cao lông mày lại, truyền âm nói. Ngươi đừng có đầu đuôi lẫn lộn, bọn chúng chỉ là rắn giết địa phương ở Kim Nguyên Tiên vực thôi, không tính là đại địch gì cả. Địch nhân chân chính của chúng ta là bọn kia, thiếu nữ trẻ tuổi không hề tức giận với chất vấn của thanh niên hắc bào, ánh mắt nhìn về phía xa ra hiệu. Thanh niên hắc bào nhìn qua, thấy hai độn quang đạo màu thủy lam từ đằng xa bay vụt tới hai vệt độn quang này không quá nổi bật, giờ phút này trong khe núi thỉnh thoảng có từng đạo độn quang hội tụ nên hai đạo độn quang thủy lam này nhìn không đáng chú ý chút nào. Độn quang thủy lam nhanh chóng đến trong khe núi, hóa thành hai tu sĩ một nam một nữ. Nam mặt vuông mày rậm, nữ mặt tròn môi đỏ, dung mạo đều rất bình thường, lẩn vào đám người rất khó nhìn ra sự khác biệt. Bọn chúng là ai? Thanh niên mặc hắc bào lộ vẻ mặt nghi hoặc, thiếu nữ tuổi trẻ lật tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện thêm một viên minh châu màu trắng lớn chừng quả trứng gà, bên trong chấp động lên một vòng linh quang màu trắng. Trong linh quang lóe lên hiện ra thân ảnh hai người kia, chỉ là khuôn mặt bọn chúng lại đổi thành hai khuôn mặt mới. Nam ba mươi mấy tuổi, mặt trắng rêu ngắn, khuôn mặt thư sinh, nữ chỉ từ 17 đến 18 tuổi, khuôn mặt trắng nõn hình trái xoan, nhìn rất hoạt bát đáng yêu, đôi mắt to, đen lấy chuyển động không ngừng, bộ dạng danh ma quỷ quái. Kim hãn tiên cung làm thị huynh muội Lam Nguyên Tử và Lam Nhan. Làm sao bọn chúng lại tới đây? Chẳng lẽ hành tung của chúng ta đã bại lộ?" Con người thanh niên mặc bào đen co rụt lại, kinh ngạc nói. Chương 1035, Thái Tuế phủ. "Không biết, Lam thị huynh muội bề ngoài lệ thuộc Kim Hán Tiên cung, nhưng trên thực tế là ảnh vệ cửu nguyên quan, bọn hắn tới nơi này khẳng định không có chuyện tốt lành gì." Thiếu nữ trẻ tuổi lập tức thu lại hạt châu trắng, thân sắc trở nên ngưng trọng, chậm rãi truyền âm. Ta cũng đã nghe về ảnh về cửu nguyên quan, chuyên chấp hành một ít nhiệm vụ biến thái không giống người, chúng ta làm sao bây giờ?" Thân sắc thanh niên áo đen không còn khinh thường thiếu nữ trẻ tuổi chút nào nữa, truyền âm hỏi. "Thế cục hiện tại không rõ ràng, trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến a." Thiếu nữ trẻ tuổi suy nghĩ một lúc, đáp, hai người truyền âm thương nghị vài câu, thân hình khẽ động, ẩn vào phía sau nhóm người đến trước. "Không thể tưởng tượng được nơi đây lại tụ tập nhiều người như vậy, thật là náo nhiệt, lần này đi ra quả thật thú vị." lam nhàn tò mò đánh giá đám người xung quanh cười hì hì nói hừ bí cảnh xuất thế bảo vật phía trước những lũ ruồi nhặng này tự nhiên ùn ùn kéo tới lam nguyên tử khinh thường liếc đám người phía trước nhàn nhạt nói ra ca ca chúng ta cũng là nghe nói nơi đây có bí cảnh xuất thế nên mới đến tuy mục đích khác những người ở đây nhưng bản chất lại không sai biệt lắm theo như ngươi nói chúng ta hóa ra cũng là loại ruồi bâu kiến đậu lam nhàn trợn mắt nhìn lam nguyên tử có chút bất mãn lầm bầm lam nguyên tử cứng họng không phản bác được sau đó có chút bực tức nói còn dám tranh cãi nhiệm vụ lần sau sẽ không mang ngươi đi nữa hừ rõ ràng là ngươi nói sai còn trách ta lam nhàn hừ một tiếng không sợ chút nào tốt rồi đừng làm rộn chúng ta tranh thủ thời gian làm chính sự đi lam nguyên tử nghiêm mặt lại nói ra ca ca ngươi nói tên hàn lập kia sẽ ở chỗ này sao hắn phạm tội lớn như vậy nếu ta là hắn khẳng định sẽ tìm một nơi ít người để trốn Tốt nhất là trốn đến một nơi ai cũng không tìm thấy, cả đời không ra ngoài. Lam Nhàn không đùa giỡn nữa, hỏi: "Dựa theo lẽ thường, người bình thường đúng là sẽ nghĩ cách trốn đi. Bất quá ta thấy tâm trí người này tuyệt đối không phải người thường, có khả năng cố ý làm ngược lại. Hơn nữa theo tin tức mà Tiên cung dò xét được, Hàn Lập lúc trước trốn về hướng này, sau lại đột nhiên mất tích, bất luận như thế nào, nơi này đáng giá tìm kiếm." Lam Nguyên Tử phân tích: "Được rồi, sự tình gì ngươi cũng tính toán cả buổi." thật sự không thú vị lam nhàn có chút nhàm chán gật đầu không nói gì nữa lam nguyên tử nhấc tay lên lam quang trong tay khẽ động liền thấy một chiếc kính tròn màu lam nhỏ bằng lòng bàn tay trong miệng nói lẩm bẩm ngón tay điểm lên phía trên một cái mặt kính liền nổi lên từng đạo ánh sáng như mê huyễn từng vòng lan ra xung quanh cuối cùng tan vào trong hư không lam nguyên tử thấy vậy thu kính nhỏ vào trong tay áo thân hình bay về phía trước ai ngươi chạy vội như vậy làm gì hả chờ ta một chút lam nhàn vội vàng theo sát phía sau thân hình hai người biến mất rất nhanh trong đám đông thân ảnh hai người vừa biến mất không lâu một chỗ trong khe núi lóe lên hào quang màu vàng thân ảnh một phụ nữ xấu xí mặc áo vàng hiện ra cái tên phế vật lam nguyên tử này đã mang theo cảm thiên kính nhiều năm như vậy vẫn không tìm được tung tích hàn lập làm hại lão nương cứ phải lẽo đẽo phía sau hoàng bào xú phụ tự nhủ trong lòng nhưng mà dị tượng này hình như là có động phủ sắp xuất thế a à? Nhìn quy mô dị tượng, chủ nhân động phủ này không phải chuyện nhỏ, tối thiểu cũng là cấp bậc đại la. Tạm thời chưa tìm được hàn lập, lại rảnh rỗi không có việc, không bằng ở đây nhìn xem rốt cuộc là động phủ gì. Số phụ lập tức nhìn về cột sáng kim sắc, thì thao tự nói, sau đó thân hình mập mạp nhoáng một cái biến mất vô tung. Ở một chỗ không ai ngờ tới trong khe núi chỗ đám người đang đứng, một nam tử áo vàng thu hồi ánh mắt tại chỗ thân ảnh số phụ biến mất, đúng là kỳ ma tử, bên cạnh lão là Hùng Sơn. Ha ha, cả đám đều tụ tập tại đây, đúng là náo nhiệt. Kỳ ma tử cười ha ha nói, đại nhân, người nọ vừa biến mất là người phương nào, thoạt nhìn dường như không có ý tốt. Hùng Sơn nhìn theo ánh mắt kỳ ma tử, cũng thấy hoàng bào số phụ kia, nhưng lại không biết đối phương, không nén được nội tâm hiếu kỳ, hỏi. Hừ, lão cóc của cửu nguyên quan, xà thiềm, một tên chỉ biết ám toán đánh lén người khác. Kỳ ma tử hừ một tiếng, hiển nhiên rất xem thường xà thiềm. Cái gì, xà thiềm đại nhân? hùng sơn hiển nhiên đã nghe qua cái tên này hít một hơi khí lạnh tuy rằng kỳ ma tử rất xem thường xà thiềm bất qua đối với hùng sơn xà thiềm vẫn là một tồn tại đại la để y phải ngước mặt nhìn lên ta nghe nói xà thiềm đại nhân một mực bế quan tu luyện ở cửu nguyên quan làm sao lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ vì chỗ này sắp xuất hiện động phủ sao hùng sơn lập tức nói ra kỳ ma tử nghe vậy đuôi lông mày chợt nhảy lên căn cứ tin tức lão lấy được đám người xà thiềm và lam thị huynh nguội tới kim nguyên tiên vực có mục đích là bắt hàn lập quan hệ kim nguyên tiên cung và cửu nguyên quan sâu đậm mà đông phương bạch lại là người của cửu nguyên quan lần này bị hàn lập giết chết cửu nguyên quan phái người chỉnh đốn cục diện dối rắm là chuyện đương nhiên nhưng chuyện hùng sơn nhắc làm lão nghĩ cửu nguyên quan đuổi giết hàn lập là rất bình thường nhưng không cần phải phái tới nhân vật cỡ xà thiềm chẳng lẽ cửu nguyên quan đuổi giết hàn lập có nguyên nhân khác đại nhân hàn lập thật sự ở bên trong tiên phủ sao hùng sơn nhìn kỳ ma tử trần chờ một chút sau đó hỏi tám chín phần mười ta đã điều tra hơn hai trăm năm trước một nam tử họ hàn đã dừng lại ở thôn xóm phía dưới một thời gian ngắn ta siêu hồn một người đã từng thấy hắn tuy đã cố biến đổi dung mạo bất qua ta vẫn khẳng định đó là hàn lập không thể nghi ngờ về sau hắn tiến vào bạch thủ cốc liền biến mất không dấu vết những năm nay ta vận dụng mọi thủ đoạn dò xét tung tích hắn nhưng không tra được một điểm manh mối ta dám khẳng định tuy không biết hắn dùng biện pháp gì, 89 phần 10 đã tiến nhập bên trong tòa tiên phủ này, thậm chí tòa tiên phủ đột nhiên xuất thế, rất có thể có quan hệ với hắn. Kỳ ma tử tràn đầy tự tin nói, nếu như thế quả thật có nhiều khả năng, Hùng Sơn thán phục, đúng lúc đó, đột nhiên vang lên một hồi âm thanh ù ù từ khe núi. Cột sáng màu vàng phóng lên trời kịch liệt dung chuyển, mặt đất được cột sáng bao phủ bỗng phùng lên, dường như có cái gì từ dưới đất chui lên vậy. Mọi người trong khe núi ồn ào, chăm chú nhìn mặt đất biến hóa, mặt đất càng phồng to lên cuối cùng trong một tiếng trầm đục vỡ ra một cái khe hở cực lớn bùn đất cuốn ra ngoài lộ ra một mảng lớn nham thạch lập lòe kim quang mà ở dưới đáy nham thạch lộ ra một cửa đá cao bảy tám trượng phong cách cổ xưa trên cửa đá điêu khắc hoa văn cổ phong cách cực kỳ cổ xưa vừa nhìn là biết đây là vật không biết bao nhiêu vạn năm về trước tại đỉnh cửa đá viết bốn chữ to bằng cổ ngữ, thái tuế tiên phủ có thể do năm tháng quá lâu chữ viết đã không còn rõ nhưng miễn cưỡng còn có thể nhận ra ở một hẻm núi trong bí cảnh sương mù màu xám phía trước cuồn cuộn không ngừng đồng thời đang rút về phía sau với tốc độ cực nhanh hàn lập lộ vẻ vui mừng nhanh chóng bay về phía trước đuổi sát theo sau sương mù màu xám vài ngày trước mặc dù sương mù màu xám lặn dần không gian bí cảnh không ngừng hiện ra nhưng tốc độ biến mất không nhanh hắn chỉ có thể bay chậm gì ở phía sau nào được sảng khoái như lúc này lại bay thêm chốc lát cảnh sắc phía trước sáng tỏ thông suốt cuối cùng đã tới phía cuối hẻm núi độn quang hàn lập lóe lên, dừng lại, sương mù màu xám phía trước phiêu tán nhanh chóng, hiện ra một khu vực bao la. Bầu trời xanh ngọc, lơ lửng những đám mây trắng chậm rãi trôi, phía dưới là bình nguyên vô tận, màu xanh hoa cỏ phủ khắp. Từng trận gió nhẹ nhàng thổi tới từ phương xa, trong không khí tràn ngập cảm giác tươi mát vô cùng, làm cho toàn bộ tâm thần người ta được buông lỏng, thoải mái. Cuối tầm mắt, có thể thấy mơ hồ một ít ngọn núi trùng điệp điểm xuyến vài nơi cảnh sắc đất trời như một bức tranh tuyệt mỹ trải ra trước mắt hàn lập hắn hít thật sâu tâm thần đang căng thẳng thoáng buông lỏng bất quá ngay lập tức hàn lập lại thu liếm tâm thần đây không phải thời điểm thưởng thức phong cảnh hắn có thể cảm giác được cửa vào hẻm núi đang chấn động không ngừng hơn nữa ngày càng mãnh liệt dường như có dấu hiệu mở ra lần nữa tuy rằng hàn lập không biết đã sớm có vạn người tụ tập bên ngoài nhưng có thể đoán được nếu như cửa vào không gian mở ra tất nhiên sẽ có nhiều người đến đây hắn khẽ thở ra một hơi sau đó toàn lực triển khai thần thức khuếch tán ra xung quanh sau một khắc mắt hắn sáng lên ngoài thân sáng lên kim sắc lôi quang một tiếng sét nổ mạnh thân ảnh hắn biết mất xuất hiện ở trên không trung một ngọn núi trên ngọn núi là một mảnh lầu các màu trắng thoạt nhìn như là sử dụng một loại ngọc nào đó tạo thành toàn thân phát ra hào quang màu trắng chỉ có điều xung quanh lầu các màu trắng được bao phủ bởi một tầng màn sáng trắng nhìn có vẻ bất phàm hàn lập nhấc cánh tay dùng ngón tay vẽ một cái trên không trung. Một tiếng xoẹt, một đạo kiếm chỉ từ trong tay áo hắn bắn ra, kim quang phóng lớn tầm trăm trượng, chém vào màn sáng màu trắng quanh lầu các. Kiếm quang bay qua, hư không phủ cận rung động ông ông mãnh liệt, phát ra tiếng gào chát chúa, dường như bị chém mà tách ra. Tu vi Hàn Lập hiện nay đã đột phá đến thái ất cảnh đỉnh phong, uy lực thúc giục thanh trúc phong vân kiếm tăng lên nhiều. Thế nhưng khi kiếm quang chém vào, cấm chế màu trắng sáng lên, màn sáng ông ông rung động lắc lư ngoan cường chịu đựng cấm chế thật kiên cố đuôi lông mày hàn lập khẽ nhảy lên thân hình nhoáng một cái xuất hiện ở phía trước cấm chế đánh ra một quyền vào trên màn sáng buông một tiếng màn sáng trắng khi tiếp xúc với nắm đấm của hàn lập lập tức vỡ vụ ra như mảnh giấy hắn mỉm cười thân hình bay xuống lầu các một lát sau từ bên trong bay ra mặt mày hớn hở thoạt nhìn có chút hưng phấn hàn lập không chờ lâu nữa kim sắc lôi quang quanh thân sáng ngời thân ảnh biến mất lần nữa giờ phút này bên ngoài bí cảnh thái tuế phủ mọi người thấy cửa đá bay lên từ dưới mặt đất đại đa số mọi người lộ vẻ mặt nghi hoặc hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này nhưng trên mặt đám người tô án thiến cận lưu lôi ngọc sách lại lộ ra vẻ kích động trong góc phía xa xa đám người thân thể kỳ ma tử cũng chấn động trên mặt lộ vẻ khiếp sợ hùng sơn thấy thần sắc kỳ ma tử muốn hỏi lại nói không ra lời thái tuế thì ra động phủ của ngươi ở đây tốt, tốt, lần này tới Kim Nguyên Tiên vực thật là đúng lúc mà. Trong mắt kỳ ma tử chấp động quang mang đầy hưng phấn. chương 1036, mở phong ấn. Cũng không lâu sau, quang trụ màu vàng phóng lên tận trời đột nhiên chấp động kịch liệt, cánh cửa đá phong cách cổ xưa kia chập trần kim quang, có vẻ hơi mơ hồ không rõ. Thấy tình hình này, hiện trường lập tức an tĩnh lại, ánh mắt mọi người chung quanh đồng loạt rơi vào trên đạo quang trụ màu vàng kia. Tất cả mọi người nhao nhao nín thở, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Quang trụ chấp động kéo dài bất quá một nén nhang công phu, tiếp theo toàn thân sáng rõ, trở nên trói mắt dị thường, nhưng sau một khắc liền nhanh chóng thu nhỏ lại. Sau một hai cái hô hấp liền biến mất không còn tâm tích, cửa đá vốn bị nó bao phủ lập tức hiển lộ ra. Cơ hồ ngay lúc quang trụ biến mất, bọn người tô an thiến, lôi ngọc sách lập tức bắn nhanh tới như điện, nhào về phía cửa đá màu vàng. Âm một tiếng vang trầm truyền đến, trên cửa đá nổi lên đạo đạo gợn sóng trong suốt thân hình mấy người bị đẩy lùi ra sau. Cận lưu gấp gáp nhất nên thậm chí đụng cả mặt vào, cái chán bị dập một chỗ khiến gã nhịn không được lớn tiếng chửi loạn xạ. Những người khác cũng đang muốn bay nhào tới, thấy cảnh này, vội vàng dừng lại. Đám người lúc này mới nhìn rõ, trong cửa đá giờ phút này còn có một màn sáng trong suốt, không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Là cấm chế, bọn người tô an thiến mặc dù không bị thương nhưng lông mày cũng nhíu lại. Con người lôi ngọc sách co rụt lại, tay trái nhấc lên, Năm ngón tay vạch lên hư không phía trước cửa đá. Xuy suy suy, năm đạo kiếm quang màu vàng dài 10 trượng nổi lên trước cửa đá. Mỗi một đạo đều sáng như kiêu dương, như thiểm điện chạm lên cửa đá. Năm đạo kiếm khí theo âm thanh vỡ vụn ra, nhưng màn sáng trong suốt trên cửa đá chỉ hơi run lên một chút, tiếp theo lại khôi phục như thường. Màn sáng này mặc dù kiên cố, nhưng cũng không phải vững như thành đồng, chúng ta nơi này người nhiều như vậy thì chỉ cần đồng loạt ra tay, tin tưởng tốn hao chút thời gian tất nhiên có thể phá giải nó. Lôi ngọc sách thu bàn tay về, cao giọng nói. Vậy còn chờ gì, mau mau phá giải cấm chế cuối cùng của động phủ này. Thanh tác cốc, các người có một bộ thanh tác đại trận, uy lực không tệ lắm, nhanh thi triển ra. Linh tiêu môn, uy lực linh tiêu liệt dương thuật của các người tạm được, nhanh dùng đi. Còn có lăng nguyệt quán, cận lưu nghe vậy, quát bảo với tám tông phái, ngữ khí lăng lệ, giống như đang quát bảo cháu chất của mình. Người của các tông môn như thanh tác cốc thầm giận trong lòng, nhưng không nói gì thêm vì dù sao giờ phút này bí cảnh đã ở trước mắt mỗi tông môn tự mình thi triển thủ đoạn công kích cấm chế trên cửa đá mấy người tô an thiến lôi ngọc sách cũng không nhàn rỗi ào ào xuất thủ trong lúc nhất thời từng đạo quang mang của bí thuật và tiên khí nện lên cấm chế trên cửa đá phát ra tiếng nổ vang dày đặc như mưa màn sáng cửa đá lấp lóe không thôi nhìn như đơn bạc lại kiên cố dị thường một mực chặn lại đám người điên cuồng tấn công không có vẻ yếu đi chút nào Mọi người thấy cảnh này, trong lòng chấn kinh, đừng có ngừng, tiếp tục toàn lực công kích. Lôi ngọc sách nhìn chằm chằm màn sáng, ánh mắt chấp động, miệng quát. Kỳ ma tử đứng sau đám người, không có xuất thủ, yên lặng nhìn một màn trước mắt. Giờ phút này trên người lão chỉ hiện ra khí tức kim tiên đứng lẫn ở trong đám người, cũng không gây chí ý, mà phía trước xuất thủ chỉ có bảy đại tông môn thông thiên kiếm phái, thiên thủy tông, còn có mấy thế lực khác thì không. Dù sao cửa đá chỉ có một chỗ như vậy, quá nhiều người ngược lại không ổn. Đại nhân, ngài cảm thấy bọn hắn có thể phá vỡ cấm chế không? Người có cần xuất thủ tương trợ bọn hắn một chút không? Hùng Sơn một bên thấp giọng hỏi, mặc dù phương pháp hơi thô thiển nhưng hẳn là không vấn đề gì, chỉ là hao phí một chút thời gian thôi. Hiện tại còn chưa đến lúc bại lộ thân phận, Kỳ Ma Tử lắc đầu, Hùng Sơn nghe vậy gật đầu nhẹ. Thời gian trôi qua từng giờ, trong nháy mắt đã qua một ngày một đêm. Bọn Thông Thiên kiếm phái, Thiên Thủy tông thay nhau oanh kích, cấm chế trên cửa đá tiếp nhận oanh kích một ngày một đêm rốt cuộc bắt đầu trở nên mỏng manh. Cấm chế bắt đầu giãn ra, tăng thêm một phần lực nữa. Nhãn tình lôi ngọc sách sáng lên, mở miệng thúc giục. Đám người xuất thủ hưng phấn tinh thần, lần nữa gia tăng thế công. Đảo mắt lại qua hơn nửa ngày, màn sáng cấm chế trên cửa đá rốt cuộc bị đột phá, ầm một tiếng vỡ vụn ra. Mảng kim quang lớn trong cửa đá hiện ra, hình thành một vòng xoáy màu vàng, vô số điểm sáng màu vàng óng ở trong đó nhảy vọt, phảng phất vòng xoáy tinh hải trong vũ trụ minh mông, huyền diệu khó lường. Chỗ sâu trong bí cảnh, Hàn Lập đang phá giải cấm chế bên ngoài một cung điện, sắc mặt đột nhiên khẽ biến, nhìn lại lối vào bí cảnh. Hắn có thể cảm ứng được, một cỗ không gian ba động mãnh liệt từ nơi đó truyền đến. Cuối cùng cửa bí cảnh đã bị phát hiện, không biết có bao nhiêu người sẽ xông vào. Đôi mi hắn nhíu lên, nói lầm bầm một câu, sau đó trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, trong miệng quát khẽ một tiếng. Toàn thân Hàn Lập đại thịnh kim quang, thi triển ra biến thân sơn nhà cử viên, một quyền đánh vào cấm chế cung điện nắm đấm đi tới, hư không trực tiếp sụp đổ một mảnh. Cấm chế cung điện ba động kịch liệt, bị xé rách ra một chút, không chỉ như vậy, dư ba quyền kình của Hàn Lập khuếch tán ra, làm cung điện trong cấm chế bị một ít tổn hại. Hàn Lập không lo được những thứ này, lập tức bay vào trong cung điện. Nếu đã có người ngoài tiến đến, thời gian của hắn không còn quá nhiều. Trong thung lũng thanh ti, đi, lôi ngọc sách lộ vẻ vui mừng, dẫn đầu bay vào trong vòng xoáy màu vàng, biến mất không còn tâm tích mặc dù ở đây tu sĩ thái ất cảnh nhiều chừng một hai chục vị nhưng bất luận thân phận thực lực hay là thanh danh lôi ngọc sách hoàn toàn xứng đáng đứng đầu cho nên những người khác không có ai dị nghị chỉ vội vã đuổi theo tiến vào trong vòng xoáy cửa đá sau khi người của mấy đại tông môn tiến vào người của thế lực khác phía sau cũng lần lượt tiến vào vòng xoáy bọn người lam thị huynh muội kỳ ma tử ẩn núp trong đám người tuần tự tiến nhập vòng xoáy màu vàng đi vào trong bí cảnh nơi đám người xuất hiện chính là trong hẻm núi hàn lập tiến vào bí cảnh lúc trước giữa không trung sau lưng đám người một cái vòng xoáy màu vàng chậm rãi chuyển động mơ hồ có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài ánh mắt kỳ ma tử nhìn chung quanh trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang hùng sơn người theo những người này xông pha tìm kiếm cơ duyên ở đây ta đi trước một bước kỳ ma tử nói với hùng sơn một tiếng không đợi gã trả lời thân hình thoát một cái liền biến mất vô thanh vô tức hùng sơn nhìn thấy kỳ ma tử biến mất trên mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng khá cao hứng. Rốt cuộc không cần mọi chuyện đều phải xin chỉ thị từ kỳ ma tử, chỉ là không có kỳ ma tử bên cạnh, một kim tiên nho nhỏ như gã không khỏi thế đơn lực cô, lại có chút lo lắng. Sa thiêm, Lam thị huynh muội cũng không dừng lâu ở đây, thưa dịp hiện trường có chút hỗn loạn, lặng lẽ thi triển thủ đoạn ẩn nặc thân hình, đi vào sâu trong hẻm núi. Một góc khác của đám người, hai nam nữ áo đen đứng đó. Bọn Lam Nguyên Tử đã đi vào sâu trong bí cảnh, chúng ta cũng đi thôi, chớ để bọn hắn đoạt trước. Thiếu nữ áo đen truyền âm nói một tiếng, thanh niên áo đen bên cạnh khẽ gật đầu. Tiếp theo thân hình hai người mơ hồ một cái, cũng biến mất không còn tâm tích. Thủ đoạn của mỗi người đều tinh diệu, tu vi mạnh như lôi ngọc sách cũng không phát hiện ra manh mối nào. Bọn họ giờ phút này đều đang kinh ngạc dò xét hoàn cảnh trong bí cảnh, một hồi lâu mới thu liếm lại tâm thần, đang muốn đi vào sâu trong hẻm núi thăm dò. Vào thời khắc này, bầu trời bí cảnh đột nhiên nổi lên sóng gió kịch liệt, rung động không thôi, phía trên màn trời xuất hiện từng đạo ánh sáng trắng như lôi điện, phát ra trận trận âm thanh lớn nặng nề, phảng phất có mấy cỗ lực lượng khổng lồ va chạm đè ép lên nhau. Đám người biến sắc, nhìn lại phía bầu trời, mấy người lôi ngọc sách cũng không ngoại lệ. Ầm ầm, toàn bộ bí cảnh lắc lư một cái như địa chấn, lập tức thanh âm ken két trầm đục từ không trung truyền đến. Phía trên màn trời thình lình hiện ra từng cái nứt màu đen, vắt ngang giữa không trung, bắt mắt đến cực điểm. Tiếp theo một màn xuất hiện khiến mọi người giật nảy cả mình. Vòng xoáy màu vàng giữa không trung kia đột nhiên phồng lên co lại lúc lớn lúc nhỏ mấy lần, sau đó bùm một tiếng tán loạn ra, biến mất vô tung vô ảnh. Mặt đất lắc lư, bầu trời rung chuyển, giờ phút này mới chậm rãi biến mất. Chuyện này là sao vậy? Chỗ sâu trong bí cảnh, Hàn Lập từ bên trong tòa cung điện kia bay ra, nhìn thấy bầu trời dị biến, sắc mặt hơi đổi. Cung điện phía sau hắn giờ phút này thủng trăm ngàn lỗ nóc nhà cũng bị sốc lên trong tầm mắt là một mảnh hỗn độn hàn lập trao mày rất nhanh thu tầm mắt lại tiếp tục bay vào sâu trong bí cảnh cùng lúc đó mấy người lôi ngọc sách vừa mới xâm nhập bí cảnh cũng khẽ giật mình nhất là thông đạo không gian kết nối bên ngoài đóng lại càng làm cho trong lòng không ít người bất an sắc mặt đại biến lôi đạo hiếu tôi đạo hiếu ta thấy tựa hồ hai vị biết sơ về tòa động phủ này không biết hai vị có biết đây là chuyện gì không Đại hán mặt lớn lăng tiêu môn nhìn về phía hai người lôi ngọc sách, tô an thiến, mở miệng hỏi. Những người khác nghe vậy, cũng đều nhìn lại, liên quan tới tòa thái tuế tiên phủ này, lôi mỗ xác thực biết một chút. Cách đây ngàn vạn năm trước, đã từng có một vị cao thủ đại la cảnh, tên gọi thái tuế tiên tôn. Người này tu luyện chính là thời gian pháp tắc, một trong tam đại trí tôn pháp tắc, thực lực tự nhiên không cần nói nhiều, chỉ là người một lòng vấn đạo, thanh danh cực ít lộ ra bên ngoài. Bất quá về sau người này lại vô cớ mất tích, không còn tung tích gì nữa. Nếu lôi mỗ không ngẫu nhiên đọc được tin tức trong biển tịch liên quan có tại bản môn, cũng sẽ không biết những thứ này. Chư vị cũng nhìn thấy nơi đây tên là Thái Tuế Tiên Phủ, lôi mỗ suy đoán, hơn phân nửa chính là vị Thái Tuế Tiên Tôn kia lưu lại. Lôi ngọc sách cùng Tô An Thiến nhìn thoáng qua nhau, cất giọng nói. Đám người nghe nói lời này, trên mặt đều lộ ra nét vui mừng, trước đây bởi vì cửa vào biến mất mà dẫn tới bất an, cũng theo đó giảm bớt không ít. Một cái động phủ của Đại La Tiên Tôn, mà lại là đại la thời gian còn sót lại, bên trong không biết có bao nhiêu chân bảo. Mà nếu đúng như lời Lôi Ngọc Sách nói, đã nằm đây ngàn vạn năm, chỉ sợ số niên đại một ít kỳ chân dị thảo trong động phủ đã đạt tới mức làm người nghe kinh hãi. Ánh mắt Lôi Ngọc Sách khẽ nhúc nhích, lần nữa nhìn về phía Tô An Thiến, tâm niệm vừa động, phát ra một đạo truyền âm. Đôi mắt đẹp của Tô An Thiến cũng lóe lên, lập tức khẽ gật đầu rất nhẹ khiến người không thể nhận ra. Vậy tình huống trước mắt là chuyện gì xảy ra? hai vị có đầu mối gì không? Trên mặt đại hán mặt lớn không có vẻ gì vui mừng, truy vấn. Lôi mỗ biết chỉ giới hạn chừng này thôi, bất quá bầu trời bí cảnh dị biến, theo ta thấy, chỉ sợ là không gian bí cảnh tiên phủ này đã phủ bụi quá lâu, vừa rồi bị chúng ta cưỡng ép phá cấm chế mở cửa vào, không gian bí cảnh đã bắt đầu sụp đổ, tồn tại không được bao lâu nữa. Lôi ngọc sách suy nghĩ một chút, sau đó nói ra một lời khiến trong lòng mọi người trở nên căng thẳng. chương 1037, khua chiêng giống trống mọi người tại đây không thiếu hạng người kiến thức rộng rãi đối với tình huống trước mắt đều có suy đoán tương tự chỉ là trước đây còn chưa dám xác định bây giờ nghe lôi ngọc sách nói như thế tự nhiên tin hơn phân nửa sắc mặt đều trở nên khó coi bây giờ cửa vào đã không còn toàn bộ không gian bí cảnh lại có xu thế sụp đổ chẳng lẽ nhiều người như vậy chẳng biết lý do tự dưng lại bị vây chết ở nơi này chư vị cũng không cần quá lo lắng nơi đây nếu là động phủ đại la tất nhiên sẽ có biện pháp rời đi Mặc dù không gian bí cảnh này suy yếu, bất quá theo ta thấy, chỉ ít trong một tháng nữa hẳn là vô sự, đủ cho chúng ta tìm kiếm đường ra. Lôi ngọc sách thấy thế, lại mở miệng nói. Quần tu nghe lời này, vốn rối loạn hoảng hốt thì cảm thấy ổn định hơn mấy phần, dù vậy vẫn có không ít người còn sợ hãi. Chư vị an tâm chớ vội, xin nghe ta một chút. Văn trọng bên cạnh lôi ngọc sách tiến lên trước một bước, cất giọng nói. Thanh âm người này không lớn, nhưng lọt vào trong tai của mỗi người lại nghe vô cùng rõ ràng giống như nói kể bên tai đám người giờ phút này tâm thần bàng hoàng nghe vậy đều nhìn sang động phủ bí cảnh nơi đây quả thực có chút quỷ dị không chỉ thời gian cấp bách phía trước càng là hung hiểm khó lường nếu mỗi người tự mình nhắm mắt sông bừa sợ là bảo vật không tìm được ngược lại tăng thêm tử thương theo ý kiến tại hạ chúng ta không ngại cùng một chỗ hành động tạo thành liên minh phía trước dù có nguy hiểm chúng ta hợp lực tất nhiên có thể vượt qua chư vị nghĩ thế nào văn trọng mỉm cười nói ra không sai liên thủ hành động thì tốt hơn a à. chư vị ở đây phần lớn là người có uy danh có thể tu đến hôm nay đúng là không dễ không cần thiết vì những thứ trong truyền thuyết nhìn không thấy sở không được mà không công tổn thương đến tính mạng thiên thủy tông cận lưu cũng lên tiếng những người khác nghe hai người nói thế hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không ai lên tiếng đối với đề nghị của văn trọng Phần lớn mọi người cảm giác đầu tiên đều là cự tuyệt, liên thủ hành động tất nhiên phải nghe theo sự điều khiển, bọn họ đều là thế lực cường hào khắp nơi, tới đây vốn là vì tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, không ai nguyện ý nghe theo mệnh lệnh người khác làm việc. Nhưng bí cảnh tiên phủ trước mắt xác thực quỷ dị, ai biết chỗ sâu bên trong có nguy hiểm gì không, liên thủ hành động cũng có chỗ tốt. Huống chi đề nghị liên thủ mà Thông Thiên kiếm phái đưa ra, Thiên Thủy tông cũng đã đồng ý. Lại nói, Thông Thiên kiếm phái, Thiên Thủy tông Kim Nguyên Tiên Cung chính là tam đại cự đầu Kim Nguyên Tiên Vực, bây giờ Kim Nguyên Tiên Cung yếu thế, thông thiên kiếm phái và thiên thủy tông lập tức phát triển lên, uy thế so với trước kia càng mạnh hơn, mọi người tại đây đều là thế lực cỡ trung tiểu, nào dám chính diện cự tuyệt. Chư vị không cần lo lắng quá nhiều, lần này chúng ta liên thủ chỉ là tạm thời, quy củ sẽ không có nhiều, các vị ở trong bí cảnh lấy được bảo vật, đều tự giữ lấy. Chỉ là hành động trong bí cảnh này như thế nào, cần nghe theo liên minh an bài, không được tự tiện chủ trương quan trọng nói lần nữa quần tu nghe lời này phần lớn người đều nhẹ nhàng thở ra quy tắc liên minh không nhiều tìm kiếm được bảo vật tự mình được giữ lấy thế thì còn có thể tiếp nhận nên đều nhẹ gật đầu nếu chư vị đều đồng ý vậy liên minh sẽ chính thức thành lập lôi ngọc sách cất giọng nói đồng thời ánh mắt quét qua tất cả mọi người đám người bị ánh mắt lôi ngọc sách liếc nhìn trong lòng bất giác phát lạnh theo bản năng đều rời ánh mắt đi không dám đối mặt cùng gã nếu liên minh đã thành lập thì rắn không thể không có đầu, vị trí minh chủ phải định ra. Lôi phó trưởng môn thực lực cường đại, ở đây không người theo kịp, sẽ cầm đầu. Tô Tiên tử thực lực gần với Lôi phó trưởng môn, liền đảm nhiệm vị trí phó minh chủ, chứ vị nghĩ như thế nào. Văn Trọng nói tiếp, mấy người Thiên Thủy Tông nhìn nhau, đều không nói gì, hiển nhiên đều ngầm đồng ý. Lần này liên minh chính là do Thông Thiên Kiếm phái dốc sức thúc đẩy, Thiên Thủy Tông cũng đồng ý, đối với dạng an bài này, những người khác đã sớm đoán được, đều không phản đối nếu chư vị hậu ái lôi mỗ sẽ không từ chối ta ở đây liền định ra một quy củ bất kỳ người nào cũng không được phép động thủ với đồng bạn chư vị tận lực thực hiện a à. lôi ngọc sách trầm giọng nói ra cần tuân hiệu lệnh minh chủ đám người nghe thấy chỉ có một quy củ cũng không tính là quy củ này tất nhiên là không ai phản đối tốt vậy chúng ta liền xuất phát thăm dò cẩn thận một chút tòa thái tuế phủ này lôi ngọc sách vung tay lên dẫn đầu bay tới phía trước mọi người nhuộn nhịp đuổi theo rất mau tới chỗ cung điện lúc trước hàn lập bế quan đạo quang trụ màu vàng từ trong đại điện phóng lên kia giờ phút này đã biến mất không còn tâm tích mọi người thấy cung điện đều vui mừng có người gấp gáp muốn bay xuống xem xét cung điện đừng hành động thiếu suy nghĩ nghe chỉ thị minh chủ phan trọng vượt qua đám người trầm giọng quát mấy người nghe vậy lúc này mới nhớ tới đã do liên minh quản hạt hậm hực dừng thân hình phan trọng cận lưu thanh tác cốc chủ mặc hương lâu chủ tất cả các ngươi mang theo một đội nhân mã đi vào trong cung điện xem xét một chút lôi ngọc sách nói ra bốn người văn trọng nghe vậy đáp ứng một tiếng rất nhanh mỗi người tự dẫn người mình bay vào cung điện phía dưới những người khác mặc dù trông mà vô cùng thèm nhưng cũng không có cách nào thế nhưng không đến một lát bốn người văn trọng liền bay trở về sắc mặt có chút khó coi minh chủ chúng ta xuống cung điện phía dưới đồ vật bên trong đều đã bị người lấy đi còn có một ít dấu vết đánh nhau nhìn dấu hiệu rất mới xem ra đã có người đi trước chúng ta một bước, tiến nhập chỗ bí cảnh này. Văn Trọng trầm mặt nói ra, đám người nghe nói lời này, cả đám xôn xao, người nhìn rõ chứ, lôi ngọc sách nghe vậy, nhướng mày, trầm giọng hỏi. Tuyệt không sai, Văn Trọng khẳng định, hẳn là di tích nơi đây thực sự đã có người tới trước. Bất kể thế nào, trước tiếp tục đi tới đã, lôi ngọc sách cho mày lên, suy nghĩ một chút, sau đó hạ lệnh. Đám người liên minh nghe lệnh tiếp tục đi tới, rất mau ra hẻm núi, trước mắt sáng tỏ thông suốt, bao la, khiến cho đám người mừng rỡ. Trong lòng lôi ngọc sách âm thầm buông lỏng, bí cảnh trước mắt bát ngát như thế, cho dù có người vào trước, trong thời gian ngắn cũng không thể vơ vét tất cả các khu vực được. Mà đối phương hiển nhiên vẫn chưa rời đi mới đúng, nếu thật sự phát hiện ra, tự nhiên không ngại vận dụng chút thủ đoạn làm cho đối phương ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Văn Trọng, Cận Lưu Đạo Hiếu, các ngươi chia mọi người ở đây thành 20 đội, mỗi đội dò xét một chỗ, chờ đi quá xa, nửa ngày sau liền tập hợp lại. Lôi ngọc sách phân phó nói, bọn người văn trọng lĩnh mệnh, rất nhanh chia xong đội ngũ, mỗi đội lựa chọn một phương hướng, đi dò xét. Lúc phân chia khu vực dò xét, các thế lực thanh tác cốc, mặc hương lâu đều bị phân phối đến khu vực xa xôi, người thông thiên kiếm phái, thiên thủy tông lại đi vào chỗ sâu trong bí cảnh. Người của các tông môn thanh tác cốc bất mãn trong lòng, nhưng thế của người mạnh mẽ, cũng không dám nói gì. Cùng lúc đó, bí cảnh nơi nào đó, một khu vực đồi núi sương mù mờ mịt, trong không khí mùi dược thảo thoang thoảng, tràn ngập khắp nơi. Đồi núi tổng cộng chia làm ba tầng, chiếm diện tích chừng mấy trăm trượng, hoàn chỉnh là một linh dược viên, trồng nhiều loại linh dược tiên thảo, mỗi một gốc dược linh đều chỉ ít vài vạn năm trở lên. Giờ phút này, đang có hơn trăm cố cự viên khôi lỗi ở trên tầng 3 của quả đồi, vất vả đào các loại cây linh dược, không ngơi nghỉ mang đến phía bên ngoài linh dược viên. Trong hư không bên ngoài linh dược viên có một tòa quang môn màu bạc to lớn đứng lặng yên, Mặt sau của nó nối liền với một linh dược viên khác. Giờ phút này, Hàn Lập đang đứng tại cửa vào của quang môn màu bạc, điều khiển những cự viên khôi lỗi đâu vào đấy, căn cứ thuộc tính khác biệt, di chuyển và trồng linh dược vào linh dược viên bên trong động Thiên Hoa chi. Lúc này, Đề Hồn từ động Thiên Hoa chi đi ra, nói: "Chủ nhân, dược linh từ trăm vạn năm trở lên trên cơ bản đã trồng xong, còn những cây không thích hợp di chuyển để trồng thì cũng đã hái hết, đều được bỏ vào trong tàng dược lâu." Trong linh dược viên chúng ta mở ra số lượng linh điền có hạn, lúc này đã không còn lại bao nhiêu chỗ rồi. Lông mày hàn lập cao lại, suy nghĩ một lát, hỏi. Đã không còn, đề hồn lắc đầu, đáp, trước đó cái ghép gieo trồng linh dược đã rất sát nhau rồi, sau này nếu mở thêm linh điền mới, còn cần phải tách ra một lần nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng linh dược sinh trưởng. Hàn lập gật đầu nhẹ, nói ra, nói xong, hắn dừng lại một chút, nhìn thoáng qua không chung nơi xa, thần sắc không khỏi hơi đổi. Thế nào, Đề hồn thấy thế, hỏi vội, bí cảnh tiên phủ hiện thế, đã có người ngoài tiến vào. Không được, nếu cứ chuyển như thế sẽ không kịp, xem ra chỉ có thể lặp lại chiêu cũ. Hàn lập trầm ngâm nói, lặp lại chiêu cũ, ý chủ nhân là, đề hồn nao nao, những linh dược này trước không cần khôi lỗi đi quản, người chỉ cần chỉ huy bọn chúng đem tất cả cửu diệp băng thảo, thiên dương đồng hoa và trung linh thảo cấy ghép vào linh điền động thiên là được. Dù cho tuổi thọ không đủ 10 vạn năm cũng đều rời đi toàn bộ, một gốc cũng không lưu lại còn những linh dược không đủ tuổi khác cũng không cần rời đi hàn lập nói như thế chủ nhân cửu diệp băng thảo và thiên dương đồng hoa khi luyện chế nhiều loại đạo đan đều cần để điều chế linh dược tuổi không đủ cũng nên trồng thì ta có thể hiểu được nhưng trung linh thảo không phải vật chân quý gì vì sao cũng phải lấy đi vậy đề hồn nghi ngờ hỏi người có chỗ không biết mặc dù trung linh thảo không phải vật chân quý gì nhưng lại có tác dụng phụ trợ thuốc hóa trồng nó cùng một chỗ với hai loại linh thảo kia thì chỉ cần tuổi thọ đủ lâu Cửu Diệp Băng Thảo sẽ có khả năng sinh ra chủng Cửu Diệp Băng Diễm Thảo đặc dị, mà Thiên Dương Đồng Hoa lại có khả năng sinh ra biến dị Thiên Dương Hỏa Đồng Hoa. Hàn Lập vừa cười vừa nói, thì ra là thế, còn có nhiều tác dụng như vậy. Đề Hồn Giật mình nói, gật gật đầu, định quay người rời đi. Đúng rồi, tinh viêm hỏa điều đâu? Hàn Lập bỗng gọi nàng lại, hỏi, hôm trước trong tòa Tử Dương lâu, nó lấy được một viên Cửu Dương Hỏa Đảm, sau khi ăn tựa hồ có chút không thoải mái nó một mực trốn ở liên đường trúc lâu bên kia không chịu đi ra. Đề hồn đáp, Hàn Lập sau khi nghe xong, không khỏi có chút giở khóc giở cười. Tinh viêm hỏa điều này mới vừa ăn thất thải hỏa đan xa không bao lâu, hiện tại lại nuốt cửu dương hỏa đảm có lực lượng hỏa diễm gần bằng 3 phần hỏa đan xa, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Bất quá vừa nghĩ tới bộ dáng ra hỏa kia trước đó đắc chí vừa lòng, Hàn Lập cảm thấy yên tâm hơn một chút, bây giờ tinh viêm hỏa điều đã xưa đâu bằng nay, nếu nó thực sự triển khai chân hỏa thì chính hắn ứng phó cũng cảm thấy đau đầu. Trường 1037 cộng, bản sơn chạy. Đề hồn vừa tất tả chạy đi thì Hàn Lập cũng không có dừng lại, hắn triển thân bay lên phía trên linh điền, hắn rất thích cảm giác đứng giữa không trung bao quát đại điện này. Cái cảm giác tiêu diêu tự tại mình là chúa tể này mang lại rất nhiều cảm xúc để thúc đít hắn phải cố gắng hơn nữa. Hàn Lập đứng ở không trung nhìn xuống linh điền phía dưới, trong mắt hắn lúc này thì một nửa linh được đã được bỏ túi, số linh dược còn sót lại thì vẫn còn non và xanh quá, mặc dù số đông là hơn chục vạn năm nhưng mà đạt tới yêu cầu trăm vạn năm thì lại không có cây nào cả. Hắn tiếc rẻ nhìn lại một lần toàn bộ dược viên sau đó hăm hở phi thân về một góc linh điển có linh khí nồng đậm mà linh dược thì mọc thành rừng, hai tay hắn lúc này đang kết quốc sẻng quyết gọi ra bộ thanh trúc phong vân quốc và lam trúc lâm sơn sẻng. Bằng tinh thần lực khổng lồ của mình hắn quyết tâm phải đào móc hết cây cối linh dược ở trong dược viên này, thậm chí còn phải đào sâu ba trượng phía dưới đào luôn cả địa mạch thì càng tốt. Sau khi triển khai quốc sẻng đào bới trận ở khắp các khu vực, Hàn Lập vận khí bắn tới khắp các góc linh điền vừa bấm pháp quyết vừa xì xồ mấy câu khẩu ngữ khó hiểu. Vừa đọc xong chú ngữ, hắn vận lực vung tay nhấc bổng mấy mẫu linh điền đã được đào bới nguyên cả địa mạch phía dưới thành từng mảng lớn rồi nhét vào trong hoa chi không gian. Ở phía xa, khi nhìn thấy Hàn Lập tay sách nách mang ôm từng mẫu linh dược vứt vào hoa chi không gian mà không khỏi há hốc mồm nàng tự thấy mình bao năm nay sống ở hôi giới những tưởng sẽ khá khẩm hơn đôi chút khi về giúp sức cho Hàn Lập nhưng xem ra mình vẫn còn non và xanh lắm. Nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang của mình, hồn nhi lập tức hóa thành bản thể là một chú khỉ lớn, sau đó cũng vội vàng lao tới mấy mảnh dược viên khác giúp sức chủ nhân trong cuộc thi, nhà nông đua tài đang diễn ra. Ở bên trong hoa chi không gian lúc này các mảnh dược viên đang được xếp ngay ngắn theo thời gian sinh trưởng và đặc tính thảo dược, Ngoài các mảnh dược viên được sắp đặt bên trong thì chúng ta còn có thể thấy được một mảng lớn các hình thể kiến trúc mà hắn đã bóc tách từ các công trình phía bên ngoài mà theo hắn là ở trong những kiến trúc này có bảo vật liên thành, vì đống bảo vật chưa định giá này mà hắn phải kìm lòng dỡ bỏ mấy tòa biệt phủ ở bên trong động thiên để lấy thêm diện tích chưa đó. Mấy mảnh linh điền được hắn đưa lại gần tàng dược lâu nguyên bản theo kế hoạch được hắn xây dựng làm kho thảo dược từ trước đó. Sau khi sắp xếp đợt linh điền vừa mang vào hàn lập quay ra phía ngoài thì nhìn thấy một con khỉ lớn đang dẫn theo một đám khôi lỗi khỉ đột lần lượt tiến vào cửa ánh sáng bạc hắn nhét trường thiên bình vào đề hồn dặn dò hồn nhi linh điền đã được ta sắp xếp tới các vị trí có sẵn chút nữa người cần phải dùng linh dịch trong bình kết nối địa mạch của động thiên với địa mạch của linh điền thì cây mới có nguồn dinh dưỡng tốt nhất đề hồn gật gù vâng lệnh chủ nhân yên tâm mọi việc hồn nhi sẽ cố gắng sau đó cặm cụi bước vào bên trong cửa ánh sáng sau khi phân phối xong mọi việc Hàn Lập quay người nhìn về phía sâu bên trong bí cảnh. Ở phía trong đó cấm chế vẫn răng đầy như mạng nhện trăm năm chưa ai dọn, nếu muốn chạy qua chỗ đó quả thật là một chuyện đau đầu, lúc ban đầu hắn cũng nghĩ tới con chim lửa kia, nhưng ai ngờ sau khi nó nuốt cửu dương hỏa đảm thì lăn đùng gia đình công ôm chăn ngủ. Quả thực là hai đứa này không thể tin tưởng được, lúc này Hàn Lập lại nhớ tới Kim Nhi và Tiểu Bạch, với công phu sư tử ngoạm mồi của Tiểu Bạch thì giam ba cái cấm chế này ăn thua gì, không không sáu. Nghĩ là như vậy nhưng hiện tại lại là chuyện khác, Hàn Lập đành quay người chạy đi chỗ khác để dành đám cấm chế khó nhằn đó cho đám ruồi bu ở phía sau. Hàn Lập vừa đi thì ruồi bu liền tới, mấy tông môn bang phái ở phía sau vừa phá giải cấm chế xông tới. Cả đám vừa hạ cánh thì tên đại hán mặt bự của lăng tiêu môn đã cao giọng chiếm tiên cơ. Các anh em, lần này thiên thủy tông cùng thông thiên kiếm phái cùng với các môn phái khác đều chung tay góp sư xê, chúng ta phải đoàn kết đồng lòng cùng tiến lui như vậy thì mới có thể kiếm chắc chút đỉnh ở bên trong bí cảnh được, nhất quyết không thể cố quá thành quá cố. Hắn đang định nói thêm gì đó thì một gã trưởng lão của Liệt Quang Thành đã chen ngang, vu khoát hải, chém gió ít thôi, muốn gì thì nói nhanh lên. Vu khoát hải bị cắt ngang mặt sầm lại như đít nồi, dương trưởng lão cùng chư vị chớ vội, ta chỉ đề nghị mọi người cùng đoàn kết lại cùng nhau thu cái mảnh linh dược viên này. Nếu như có tông môn khác muôn dây máu chia phần thì chúng ta cũng cần đồng tâm đối kháng, mọi người thấy thế nào? Một tên nam tử điển trai tuấn lãng mồm ngậm hoa của thanh tác cốc đột nhiên hỏi, thế lúc chúng ta ăn chia thì phân phối như thế nào nhỉ? Vu khoát hải nhìn linh dược viên phía sau lưng trầm ngâm, sau đó chậm rãi nói ra, phó cốc chủ, dược viên này có ba tầng, tất cả chúng ta mỗi người chọn một tầng là được rồi. Dương trưởng lão vân vê tròm dầu gật gù, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Các phái sau khi thương lượng xong lập tức hăm hở nhảy vào bên trong dược viện với hy vọng giành giải cây quốc vàng nhân thủ các tông môn lao vội tới các góc của dược viên nhưng sau đó bên trong làn linh vụ là những tiếng gầm giận dữ vang lên không ngừng từ khắp các góc dương trưởng lão nhìn chằm chằm vào bãi đất trống trước mắt gào lớn thằng nào con nào ngay sau đó lại thấy âm thanh thức tối của phó cốc chủ thanh tác cốc đây là chuyện gì linh dược của ta ở mọi góc của linh dược viên tiếng chửi bới vang lên không ngừng thậm chí ở vài nơi còn có tiếng gào khóc khi trước mắt mình mảnh linh dược đã được đào sâu cả lớp đất trông xung quanh liên tiếp lại liên tiếp tiếng chửi bới vang vọng khắp linh dược viên, dường như sợ tông môn đồng bọn đã lấy được nhanh hơn mà chửi um lên cho đỡ tủi thân vậy. Lúc này đây sắc mặt phu khoát hải xanh mét, hắn nhìn khung cảnh hoang tàn trước mắt, nhìn khu đất bị đào tới tận đáy, chỉ còn chơi lại đất chống hố chọc, chưa kể còn có vết nhựa cây rơi vãi khắp nơi đã nói rõ là kẻ trộm đi trước hắn cũng không lâu. Phu khoát hải nhảy lên không trung nhìn khắp mọi nơi như thể muốn tìm ra kẻ nào to gan dám trộm đi tất cả linh dược của hắn. Sau khi các phái thu hoạch xong đám linh dược còn non và xanh niên hạn mới vạn năm hoặc mười vạn năm tuổi thì đều không quên đem tông 18 đời của tên trộm bất lương lần lượt chăm sóc hỏi thăm cẩn thận. Ở bên trong hố đất trống cả đám tu sĩ lắc đầu ngán ngẩm nhìn nhau. Phu khoát hải cưỡng chế nộ khí chia sẻ, hiện tại nếu tiếp tục ở đây chửi bới thằng trộm bất lương kia cũng không được gì nữa rồi. Lúc chúng ta tới đây thì người của Hoàng Phong Môn và Mạc Hương Lâu đã đi tới khu kiến trúc bên kia, chúng ở cách chúng ta không xa lắm chúng ta phải nhanh qua đó kiếm chút cơm thừa canh cặn kẹo lại móm như bên này nhưng mà như thế kiểu gì cũng có xung đột phó cốc chủ có chút do dự suy ngẫm về điều gì đó dương trưởng lão lúc này khí nộ sung thiên không thèm chú ý tới xung quanh thức giận chen vào chỉ là hoàng phong môn cùng mặc hương lâu mà thôi chúng ta có ba phái sợ gì hai tông môn bên đó có phải quái vật thiên thủy tông đâu mà phải lăn tăn lời vừa dứt đã hóa thành một đạo lam quang bắn về phía đó Vua khoát hải vừa cười nham hiểm vừa dặn dò mọi người, nếu bọn hắn chịu nhượng ra một phần bảo vật thì tốt, nếu định ham của thì mọi người biết phải làm gì rồi đó. Vừa nói hắn vừa làm động tác xử đẹp đối phương, tông môn ba phái sát khí lồng lộng đồng thanh, chia phần, chia phần sau đó đồng loạt bay tới phía kiến trúc. Nhưng chưa đi được nửa đường thì cũng thấy một luồn sát khí thông thiên ở bên kia bay về bên này. Nhìn thoáng qua thì ngoài người của Hoàng Phong Cốc cùng mặc hương lâu còn thấy cả nhân số của Bạch Vân Sơn Trang và Vong Yêu Các mới gia nhập, Hai đội ngũ gặp nhau trên không dừng lại cách nhau mấy trăm trượng, hai đội nhìn nhau hầm hầm sắc mặt có chút khó coi, nhưng trong sâu thẳm nước mắt là biển rộng. Hai bên đồng thanh, các ngươi, bị cướp, dường như tri âm gặp được nhau, nhân mã hai bên lao tới ôm chầm lấy nhau khóc lớn, thỉnh thoảng vỗ về chia sẻ nỗi đau. Ngươi không biết đâu, linh điền của ta bị đào sạch sẽ đến đất trồng cũng bị khiêng đi. Làm sao bằng ta được, thằng mất dậy kia còn bóc luôn từ lớp ngói lớp mái đến giấy dán tường xung quanh, một vài chỗ còn bốc luôn cả công trình đi luôn song phương không mưu mà hợp khóc lóc suốt mướt nước mắt nước mũi tèm lem không hẹn mà cùng đồng thanh tiên sư thằng trời đánh nào ăn cắp đồ của ta anh em dịch giả bạch ngọc vất vả dịch mãi mới xong mà mày ăn cắp nhanh thế dường như sự đồng cảm của nhân mã hai bên đã chạm tới mắng chửi pháp tắc sự đồng lòng nhất trí của mọi người đã làm cô động lại một bãi nước lớn bắn vào một khe hở không gian bay đi đâu đó ở một nơi nào đó bên trong bí cảnh Hàn Lập đang an tâm núp kỹ thì đột nhiên trên đầu hắn mở ra một khe hở không gian. Từ bên trong khe hở không gian đó một bãi nước lớn đổ ập xuống Hàn Lập làm hắn không kịp phản ứng mà lãnh chọn bãi nước ướt xuống người. Kể cũng lạ, bãi nước nhầy nhụa hôi hôi này còn có phần dinh dính này làm Hàn Lập mất một phen công phu tẩy rửa mãi không sạch. Nghĩ một hồi Hàn Lập đành phải lôi con chim lửa đang ngủ kia ra làm khăn tắm mà kỳ cọ một hồi mới làm tan đi bãi nước đó, nhưng mà mùi hôi hôi thì vẫn còn. Chán nản với việc tẩy rửa không được như ý, Hàn Lập vận chuyển dịch cốt quyết hóa thành một anh nông dân chân tay chất phác cường tráng, nhìn thế nào cũng chỉ thấy như một anh nông dân quanh năm cày cuốc. Làm xong hết thảy hắn ngưng nước thành gương mà soi, sau đó thì cũng gật gù nhảy vào trong núi rừng biến mất không thấy. Chương 1038, không lý giải nổi. Sau khi đề hồn rời đi, Hàn Lập cũng không chậm trễ, thân hình bay thẳng tới phía trên linh Điền. Hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống đại địa, linh điền phía dưới, một nửa linh dược đã được ngắt lấy đi, linh dược còn lại thì đa số tuổi thọ chưa đến trăm vạn năm, nhưng chỉ ít là mười vạn năm trở lên. Ánh mắt Hàn Lập đắn đo một lát, liền chọn một khối linh điền có dày đặc linh dược và nồng đậm linh khí, thân hình hắn thoát một cái, hạ xuống phía rìa của nó. Hắn đi một vòng quanh rìa khối linh điền kia, vừa đi vừa dẫm mạnh chân xuống mặt đất. Lực đạo nhìn không lớn nhưng mặt đất lại bị lõm xuống, hiện ra một vết rách giống như đao bổ dịu đục. Sau khi hắn đi quanh một vòng, khối linh điền rộng mười mấy mẫu này đã hoàn toàn bị hạ thấp xuống một thước, trông tách ra so với khu vực chung quanh. Lúc này Hàn Lập mới ngồi xổm xuống, thoáng ven ống tay áo lên, hai tay dọc theo kẽ nứt rìa linh điền thọc sâu xuống dưới, trong lòng bàn tay tuôn ra một mảnh thanh quang, kéo dài ra dưới mặt đất, bao trọn cả khối linh điền vào trong. Sau đó, hắn quát khẽ một tiếng, lên, khối linh điền kia liền theo âm thanh mà lên, bị hai cánh tay hắn nâng lên, giống như nâng một tấm vải khổ lớn. Hắn nâng quá đỉnh đầu, đi tới phía quang môn màu bạc cách đó không xa đề hồn lúc này đang chỉ huy cử viên khôi lỗi thu thập mấy loại linh dược nhìn thấy hàn lập cùng khối linh biển đi tới trong tỷ lệ cực kỳ đối lập thì không nhịn được cười phá lên sớm biết còn có thể làm như vậy dứt khoát mang toàn bộ vào rồi nàng thở dài một hơi chỉ thấy trước khi hàn lập tiến vào quang môn màu bạc ngón tay hắn vẽ một cái quang môn màu bạc trong nháy mắt mở rộng ra nuốt cả hắn cùng khối linh biển kia vào trong trong quang môn liền theo chính là linh dược điền trong động thiên, Hàn Lập đi thẳng đến bên ngoài linh dược điền, tìm một chỗ trống trải thả khối linh dược điền xuống. Hắn đương nhiên đã nghĩ đến chuyện đem tất cả linh điền bên ngoài vào trong động thiên, chỉ là không gian trong động thiên có hạn, không thể an bài tất cả những linh điền này, thứ hai là thời gian cũng có hạn. Huống hồ trước đó trong quá trình bí cảnh dần dần hiền lộ, hắn đã vơ vét qua một lần tất cả những nơi xuất hiện lầu các hay kiến trúc, bên trong phàm có dấu pháp bảo khí vật đạt tới cấp bậc linh bảo thì hắn đều lấy hết, Thu thập tất cả vào trong động thiên. Vì thu xếp những bảo vật này, Hàn Lập còn cố ý dỡ bỏ một tòa lầu các ba tầng trong bí cảnh, xây dựng lại một tòa trúc lâu kế bên linh dược viên trong động thiên hoa chi của mình, được hắn đặt lên là Tàng Dược Lâu. Sau khi Hàn Lập đặt linh điền xuống, lập tức đi ra động thiên hoa chi, liền thấy đề hồn mang theo những cự viên khôi lỗi khắc lục tục tiến vào trong quang môn màu bạc. Đề hồn, linh điền ta đào mới chỉ đặt ở trong đó, sau này còn cần dính nhập vào địa mạch trong động thiên rồi đổ linh dịch lên trên thì mới ăn sâu bám dễ được ngay lúc đề hồn đi ngang qua hắn dặn dò chủ nhân yên tâm cứ giao cho ta đề hồn lĩnh mệnh rời đi hàn lập tức thì vung tay lên đóng lại quang môn làm xong hết thảy ánh mắt của hắn nhìn về phía chỗ sâu trong bí cảnh nơi đó vẫn như cũ cấm chế trùng điệp muốn vượt qua hiển nhiên không hề dễ dàng hàn lập nhìn một lát lông mày bỗng nhiên hơi nhăn lại đè xuống một thân ba động tiên linh lực thân hình bay sát mặt đất, rất nhanh liền biến mất đằng sau đồi núi. Hắn mới rời khỏi không bao lâu, không trung liền có mấy bóng người bay tới phía bên này, trong đó là ba tông môn lăng tiêu môn, liệt quang thành và thanh tắc cốc. Người các môn phái liên tiếp hạ xuống, vị đại hán mặt rộng lăng tiêu mộ kia giang hai tay ra ngăn đám người lại, cao giọng nhắc nhở, chư vị, lần này các vọng tộc đại tông như thiên thủy tông và thông thiên kiếm phái đều nhúng tay vào, chúng ta nhất định phải đoàn kết một lòng, mới có thể tìm kiếm một phần cơ duyên ích lợi trong bí cảnh này, quyết không thể vì nhất thời mà tự tàn sát lẫn nhau. Vua khoát hải, người bất nhiều lời đi, rốt cuộc là muốn như thế nào? Một tên trưởng lão liệt quang thành cao mày hỏi, Dương trưởng lão, chư vị an tâm chớ vội, ta chỉ đề nghị mọi người đoàn kết cùng thu lấy mảnh linh dược viên này. Lúc sau nếu có những tông môn khác muốn nhúng tay vào, chúng ta cũng cần đồng tâm đối kháng, như thế nào? Đại hán mặt rộng nói ra, đề nghị này không tệ, bất quá bí cảnh này phủ bụi nhiều năm, thu hoạch trong linh dược viên sẽ rất nhiều, chúng ta phân chia thế nào đây? Tên nam tử áo xanh diện mục tuấn lãng thanh tác cốc kia hỏi. Phó cốc chủ, trong dược viên không phải có tổng cộng 3 tầng sao, mỗi chúng ta một tầng là được. Phu khoát hải nói ra, được, cứ quyết định như vậy đi. Dương trưởng lão nói, sau khi ba tông môn thương định, liền dẫn nhân mã của mình tiến nhập trong linh dược viên. Bất quá sau một lát, liên tiếp thanh âm gầm thét không ngừng từ trong linh dược viên truyền ra. Đây là có chuyện gì, đầu tiên là dương trưởng lão liệt quang thành quát to một tiếng. Ngay sau đó, liền nghe phó cốc chủ thanh tác cốc gầm thét lên, là ai nhanh chân đến trước. Không đợi tiếng vang bên này ngừng, lại có một thanh âm vô cùng phẫn nộ, điên cuồng truyền ra. Là tên vương bát đản nào, ngay cả linh điền cũng đào đi. Nghe được một tiếng gầm thét này của vu khoát hải, hai tông môn còn lại đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nhìn vị trí linh điền của mình. Mặc dù bên trong linh dược có tuổi thọ cao đã bị đào bới không còn, nhưng tốt xấu còn có ít linh dược vài vạn năm thậm chí mười vạn năm còn không đến nỗi ngay cả linh điền cũng bị đào đi trong lúc nhất thời trong linh dược viên thanh âm chửi mắng vang lên liên tiếp sắc mặt phu khoát hải tái xanh nhìn trước mắt là cảnh hoàng tàn khắp nơi trong hố sâu phẳng phất bị xúc qua một tầng lớp đất đất vẫn còn ướt hiển nhiên là vừa mới bị đào đi không lâu thân hình gã nhảy lên không trung nhìn quanh bốn phía muốn tìm ra hỏa không lý giải nổi đã làm việc này nhưng tùy trung không thu hoạch được gì Chờ đến khi ba phái càn quét sạch sẽ cơm thừa canh cặn còn sót lại sạch sẽ một lần nữa, rồi tập hợp cùng một chỗ, lại hỏi thăm tổ tông 18 đời kẻ đi trước một bước đào bới linh dược kia. Hiện tại tiếp tục ở chỗ này mắng hạng người vô lương kia không có tác dụng gì, vừa rồi lúc chúng ta chạy tới, người Hoàng Phong Môn và Mạc Hương lâu tựa hồ đi tới một chỗ kiến trúc khác, cách chúng ta không xa, hiện tại chạy tới có lẽ còn kịp. Vua khoát hải kìm nén nộ khí, nói ra, nếu vậy, khó tránh khỏi xung đột cùng hai phái này phó cốc chủ có chút do dự nói hoàng phong môn và mặc hương lâu không phải là những quái vật khổng lồ như thiên thủy tông thì sợ cái gì chứ dương trưởng lão mỉm cười nói vậy một lời đã định nếu bọn hắn chịu nhường một phần bảo vật thì thôi nếu không chịu nhường vậy đừng trách chúng ta ra tay vô tình vua khoát hải cười lạnh nói sau khi ba phái thương nghị lập tức bay lên vọt về phía bên kia nhưng mà vừa mới bay được một nửa lộ trình liền thấy người hoàng phong cốc và mặc hương lâu đang bay về phía bọn họ bên này trong đội ngũ bên kia còn mới gia nhập thêm người Bạch Vân Sơn Trang và Vong Yêu Các. Hai đội ngũ gặp nhau trên không trung, cách xa mấy trăm trượng liền ngừng lại, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút khó coi, trong lòng đều có một loại dự cảm không ổn. Các ngươi nơi đó, không phải cũng bị quét sạch chứ? Vua Khoát Hải do dự một chút, dò hỏi, chẳng lẽ nơi các ngươi? Lão phụ tóc xám Hoàng Phong môn nhíu mày lại, cũng hỏi. Ngay cả linh điền cũng bị đào đi một khối. Vua Khoát Hải nghiến răng nghiến lợi nói, lầu các chỗ chúng ta bên này chỉ thiếu chút nữa là bị hủy. Lão phụ tóc xám vừa dứt lời, liền nghe sau lưng một người nói ra, bà mẹ nó, một tòa lâu bên này cũng bị hủy. Song Phương đem tình huống bên mình gặp phải hợp lại, không hẹn mà cùng lên tiếng chửi mắng, là do đổ hỗn trướng trời đánh nào làm. Trong núi rừng cách nơi đây mấy trăm dặm, Hàn Lập tự nhiên bị hắt hơi một cái, đưa tay vuốt vuốt cái mũi, cảm giác không khí chung quanh tựa hồ có chút khô khốc. Giờ phút này, thần sắc của hắn hơi ngưng trệ, lộ vẻ do dự. Lúc trước bí cảnh hiện thế, bên ngoài rõ ràng có ba động phá cấm chuyển đến, hiển nhiên là có người ngoài tiến vào. Bất quá để không bị phát hiện, Hàn Lập không sử dụng thần thức đi tra xét rõ ràng nên không biết rốt cuộc có bao nhiêu người vào, tự nhiên cũng không biết những người vào là ai. Theo hắn, khoảng cách tới chỗ sâu bí cảnh vẫn còn một chút, một bên phá cấm, một bên bị những người kia đuổi tới, thời gian căn bản không kịp, chớ đừng nói chi là muốn sớm hơn những người này chiếm lấy bảo vật. Một khi xung đột cùng những người này, thân phận của hắn nhất định bại lộ, đến lúc đó sẽ dẫn tới kỳ ma tử và người tiên cung, lại đắc tội với tu sĩ tầm bảo bí cảnh, hắn không nắm chắc giống như lần trước có thể toàn thân trở ra. Bất quá, từ lúc hắn tiến vào trong bí cảnh này gặp được một loạt tình huống xem ra bí cảnh tiên phủ này tuyệt đối không đơn giản, đồ vật giấu tại chỗ hạch tâm kia nhất định không phải tục vật. Mấu chốt nhất là Hàn Lập có thể phát hiện được từng tia khí thức thời gian pháp tắc chi lực từ nơi đó chuyển đến, điều này làm lòng hắn thực sự có chút ngứa ngáy khó chịu, cuối cùng chưa thể quyết định có nên bước ra rời đi không. Hắn do dự một hồi lâu, vẫn không đưa ra quyết định, bất quá lại nghĩ đến một biện pháp dung hòa. Sau khi đã định, hắn không sốt ruột tiếp tục đi tới phía trước, mà thoáng phóng xuất ra một chút lực lượng thần thức, quét tới khu vực chung quanh. Sau một lát, bàn tay hắn lật một cái, lấy ra mặt nạ màu đỏ luân hồi điện đeo lên mặt. Một trận quang mang dập dần qua, trên mặt của hắn biến hóa, biến thành một nam tử trung niên lông mày rộng, khóe mắt rũ cụp xuống, nhìn có chút ngốc nghếch ngay sau đó không thấy hắn vận dụng tiên linh lực vậy mà trên thân liền lốp bốp một trận dị hưởng hình thể trực tiếp co rút lại một đoạn trở nên thô ngắn cường tráng tựa như một gã nông dân quanh năm làm nông sau đó hàn lập không còn hoàn toàn áp chế tiên linh lực nữa mà phóng xuất ra một phần linh lực khống chế tại mức kim tiên sơ kỳ bàn tay hắn chuyển động trong lòng bàn tay hào quang sáng rõ ngưng tụ lại thành một mặt thủy kính hắn soi vào gương nhìn một chút vuốt cằm rồi gật đầu nhẹ nhếch miệng lên một vòng ý cười sau khi thu hồi thủy kính, thân hình Hàn Lập lóe lên, nhảy vào một bên núi rừng, biến mất không thấy. Chương 1039, muốn bắt phải thả. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, một nhóm người ồn ồn ào ào đi trên con đường nhỏ trong núi. Trong đó người đi đầu tiên chính là Vu Khoát Hải của Lăng Tiêu Tông, ngay phía sau y một bước chính là Dương trưởng lão của Liệt Dương Thành và phó cốc chủ của Thanh Tắc Cốc, những người còn lại của ba phái đều đi theo sau bọn họ. Hư ngàn vạn lần đừng để cho ta gặp được tên vương bát cao tử đào đất khốn kiếp kia. Nếu không ta nhất định phải lột ra hủy xương, nghiền xương hắn thành cho bụi. Lão tử sống nhiều năm như vậy, chưa từng gặp chuyện khốn nạn như thế này. Dương trưởng lão vẫn chưa nguôi giận, vừa đi vừa dựng dâu chừng mắt quát. Dương trưởng lão, người bình tĩnh một chút, lúc bí cảnh mở ra, chúng ta đều cùng một chỗ tiến vào, lại đi cùng bọn thiên thủy tông với thông thiên kiếm phái, phân chia khu vực tìm kiếm theo lý mà nói thì sẽ không có người nào có thể nhanh chân đến trước A. Vu khoát hải trầm ngâm, có ý tứ gì, ngươi nói chuyện này là do hai phái kia dở cho quỷ. Dương trưởng lão sững sờ, hỏi, bí bảo phía trước, lòng người khó dò, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Nói không chừng chính là tại thời điểm giữ chúng ta lại để thiết lập quy củ, chúng đã vụng trộm phái người bí mật đi trước thu lấy bảo vật. Phó cốc chủ trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, gã vừa thốt lời này ra khỏi miệng, ba người đồng thời nổi lên suy nghĩ, nếu đúng là hai đại tông kia dở trò quỷ, liệu bọn họ có khả năng khiêu chiến với bọn chúng hay không? Tiếp theo chúng ta muốn xâm nhập vào sâu bí cảnh, khó đảm bảo sẽ không bị bọn chúng dở trò lần nữa, chư vị có đối sách gì không? Vu khoát hải trầm ngâm một chút, mở miệng hỏi. Dương trưởng lão và phó cốc chủ đồng thời nhìn nhau, ai nấy cũng không mở miệng. Tục ngữ nói đúng, cường long không ép sắn giết địa phương. Chúng ta tốt xấu gì cũng là tông môn bản thổ nơi đây, mà lại bị người ta ép buộc thành bộ dạng như thế này, sau này truyền ra ngoài thực sự không dễ nghe a. À. Phu khoát hải thở dài nói, hiện tại chỉ có thể đi một bước, tính một bước thôi, cẩn thận nhiều hơn một chút với bọn chúng, có thể tranh thủ được cơ duyên phần nào hay phần đó, nếu không tranh được cũng dùng hết khả năng đừng trở thành vũ khí không công cho người ta sử dụng. Dương trưởng lão lắc đầu nói, đúng vậy, chúng ta phải tập hợp một chỗ mới có thể tranh giành được. Phó cốc chủ thở dài, nói ra, trong lúc mấy người đang nói chuyện, chợt nghe phía trước núi rừng truyền đến một trận thanh âm ồn ào. Ngay sau đó, chỉ thấy trong rừng bụi mù nổi lên bốn phía, hình như có dã thú chạy như điên. Đây là có chuyện gì? Phu khoát hải còn đang nghi hoặc, đã thấy trong rừng có một nam tử trung niên cường tráng, thấp lùn, áo quần trên người rách tờ tơi, hết sức chật vật đang cắm đầu chạy như điên ra, ngay sau lưng hắn là một đầu kim trúc thú giống lợn rừng, toàn thân màu vàng kim đuổi theo. Con thú này cao hơn 10 trượng, bộ lông toàn thân màu vàng óng giống như cương châm, từng chiếc dựng đứng, trong miệng mọc ra hai cái răng nanh màu vàng sắc bén không gì sánh được, cong lên phía trên, giống như hai đạo phi kích lồi ra ngoài. bộ dáng nam tử kia rất mệt mỏi, kim trúc thú phía sau thấy thế càng vui mừng đuổi theo. nam tử thấy phía trước xuất hiện nhiều người như vậy, giống như người chết đuối với được cọc, vội vàng lớn tiếng cầu cứu. đạo hữu cứu mạng, đạo hữu cứu ta! đám người chưa rõ chuyện gì, nam tử trung niên kia đã chạy như điên tới, thời điểm tới gần đám người liền nhảy lên bay qua đỉnh đầu đám người, sau đó ngã đâm vào một gốc cổ thụ ba người mới ôm hết, mới dừng lại được. Kim trúc thú kia đuổi tới trước mặt, tự nhiên là không quan tâm, nhào tới đám người vu khoát hải. Bọn người linh tiêu môn đi đầu kịp phản ứng, ào ào phát ra pháp bảo, đánh tới con kim trúc thú to lớn giống như lợn rừng kia. Người liệt quang thành và thanh tác cốc tuy hơi chậm một chút, cũng đều dồn dập sông tới. Không phải bọn chúng tốt bụng, nhiệt tình rút đao tương trợ, mà bởi vì kim trúc thú này chính là do thiên địa nguyên khí kim thuộc tính tinh thuần ngưng tụ, thú hạch ngưng kết trong thể nội thường sẽ mang theo chút lực lượng pháp tắc kim thuộc tính, có thể xem như là một dạng bảo vật không tệ. Người nào đánh con thú này một kích chí mạng, sẽ nhận được thú hạch. Phu khoát hải quát lớn, đám người còn lại đều không lên tiếng phản đối, đồng thời liên tục đánh về phía con kim trúc thú kia. Con thú này thực lực không tính là quá mạnh, chiến lực nhiều lắm tương đương với tu sĩ kim tiên trung kỳ, so với hai con kim trúc thú giống như cự hổ mà Hàn Lập gặp lúc trước vẫn không sánh bằng. Nó bị mọi người liên thủ vây công, chống cự không được bao lâu liền bị vị dương trưởng lão kia lặng lẽ vòng sau đánh lén vào phần gáy, một đạo hỏa diễm đao đâm xuyên qua đầu lâu, thú hạch của nó tất nhiên cũng bị lão thu vào trong tay áo. Tuy thân thể kim trúc thú không có pháp lực, nhưng cũng coi như là tài liệu luyện khí không tệ, bị đám người xé nát phân chia. Chờ đến khi tất cả đều kết thúc, bọn người vu khoát hải liền quay đầu nhìn về phía người chạy trốn trước đó, đã thấy người nọ trên thân độn quang lóe lên, đang định phi độn chạy. Chạy đi đâu, vu khoát hải hét to một tiếng, chỉ thấy cổ tay y rung lên, lập tức một đoạn trường tiên màu đen giống như lưới của con linh xả phóng ra, lập tức cuốn lấy tên trung niên hán từ kia, kéo hắn quay trở lại, té lăn quay dưới chân y. Gia hỏa này có chút lạ mặt a, à, cho dù lúc trước tiến vào bí cảnh hay sau này, tựa hồ ta cũng chưa từng gặp qua hắn ở môn phái nào. Phó cốc chủ nhìn chằm chằm trung niên hán tử kia một lúc lâu, trần chờ nói ra. Ta cũng nhìn rất lạ mặt, hoàn toàn chính xác không giống như người của các đại phái. Dương trưởng lão cũng gật đầu, nói ra: "Cái này dễ xử lý, đợi sau khi siêu hồn, chẳng phải sẽ biết tất cả mọi chuyện ư?" Vua Khoát Hải không có hảo ý, cười nói: "Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ." Trung niên hán tử vội vàng kêu lên: "Đừng có nói lời vô ích, nói không chừng tên này chính là tặc tử đào đất không biết xấu hổ kia." Lại một người Lăng Tiêu tông quát, lai lịch người này không rõ cũng không phải là không thể được. Dương trưởng lão trầm ngâm một chút nói, đám người nghe vậy, nhao nhao phụ hỏa, hô hào muốn siêu hồn. Vu khoát hải liếc nhìn nam tử, thấy khoảng cách lông mày khá rộng, lại cảm thấy người này có hiện tượng ngu ngốc bẩm sinh, không giống như người gian xảo, bất quá vì để phòng vạn nhất, y vẫn muốn siêu hồn hắn một chút, để phòng bất chắc. Có bộ dáng này, tự nhiên không phải ai khác, chính là hàn lập đeo mặt nạ lên, sửa lại thân hình. Lúc trước hắn phát giác được nhóm người này tới gần, liền nhanh chóng suy nghĩ, dự định trà trộn vào trong bọn họ, tìm hiểu chút tin tức hữu dụng, cho nên mới đặc biệt đi tìm con kim trúc thú kia, dẫn dụ nó truy sát mình tới nơi này. Nhưng mà, ngay tại thời điểm vu khoát hải muốn đưa tay lên, đã thấy trên thân người kia bỗng nhiên lóe lên kim quang, trường tiên màu đen quấn quanh người hắn bỗng nhiên buông lỏng, đúng là tự mình thoát ra, xoay người đứng lên. Đạo hữu chờ trách, tại hạ thạch mục, không phải là kẻ xấu gì. Hàn lập ôm quyền về phía mọi người liền, cười ngây ngô nói đám người thấy hắn thoát khỏi trói buộc của vu khoát hải dễ như trở bàn tay thân sắc đều có chút kinh dị từng người đều cầm binh khí lên vây quanh hàn lập hàn lập thấy thế bàn tay vội vàng kết pháp quyết tạo thành một cái thoát khốn chú giải thích tại hạ không tinh đại đạo chỉ biết những thứ đồ chơi bằng môn tà đạo nhỏ này mong rằng chư vị chớ trách xin hỏi nơi này là nơi nào bọn người vu khoát hải bị hắn hỏi như vậy ngược lại có chút bối rối ngươi không biết đây là nơi nào ánh mắt vu khoát hải hơi trầm xuống hỏi thực không dám giấu giếm, trước đó là tại hạ đuổi bắt một con dị thú trong núi rừng, kết quả không biết sao bị lạc vào một khe núi cổ quái, chung quanh nhìn như mở rộng ra nhưng thật giống như lâm vào một bức tường ma quỷ giống nhau, quanh đi quẩn lại không làm sao thoát khỏi được. Cũng may ta còn biết chút biện pháp phá trướng giải cấm, rốt cục phá vỡ mê trướng, kết quả là đến nơi này. Còn chưa đi được bao lâu, liền gặp con kim trúc thú kia, bị nó một đường đuổi giết chạy trốn tới nơi này. Hàn lập ra vẻ sợ xanh mặt, giải thích nói mà không có bằng chứng, chúng ta không thể tin được. Trước đó đã có kẻ xấu, trước mặt chúng ta vơ vét rất nhiều bảo vật cùng linh dược, chúng ta hoài nghi người chính là người kia. Nếu như người muốn chứng minh bản thân trong sạch, vậy hãy giao pháp khí chữ vật ra, để cho chúng ta kiểm tra thực hư một phen. Vua khoát hải cười lạnh một tiếng, nói ra, chư vị đây không phải là làm khó tại hạ A, à, pháp khí chữ vật há có thể tùy tiện đưa cho người. Hàn lập giống như vô ý rụt cổ một cái, cãi lại chỉ sợ đạo hữu không có lựa chọn. Dương trưởng lão cũng lạnh giọng nói ra, Hàn Lập nhìn đám người bao vây càng lúc càng đến gần, trên mặt xuất hiện vẻ do dự cùng sợ hãi biến hóa liên tục. Sau một hồi lâu, hắn mới rốt cục thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, thôi thôi, xin chư vị cha xét sau đó thả ta rời đi là được. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy xuống một cái nhẫn chữ vật trên tay đã sớm lưu lại từ trước, đưa tới. Vu khoát hải tiếp vào trong tay, tập trung thần thức cha xét một lát, khẽ cho mày, chuyển tay giao cho Dương trưởng lão. Người sau tra xét xong, sau đó cũng không nhịn được nhíu mày, giao cho phó cốc chủ. Dù sao ngươi cũng là một tên kim tiên, tuy chỉ có tu vi sơ kỳ nhưng làm sao lại nghèo như thế này. Phó cốc chủ nhịn không được hỏi, để chư vị chê cười, tại hạ chỉ là một kẻ tán tu sơn giã, tự nhiên không thể so với chư vị được tông môn chiếu cố, muốn thu hoạch tài nguyên tu luyện thực sự còn không dễ, làm gì còn vốn liếng dư ra. Hàn lập nặn ra một nụ cười khổ, thở dài nói ra xem ra thật đúng là một kẻ tán tua u mê, đần đồn xông vào. Phó cốc chủ đưa nhẫn chữ vật ném trả lại, nói ra. Hàn lập tiếp được, vẻ mặt cười ngây ngô đeo lại trên tay. Nếu các vị đạo hiếu còn có chuyện quan trọng phải làm, tại hạ không làm phiền chư vị nữa, xin cáo từ. Hàn lập khom lưng, vừa nói vừa lùi ra sau lưng. Thạch đạo hiếu đợi chút, vu khoát hải bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đạo hiếu còn có chuyện gì phân phó? Hàn lập lập tức khẽ giật mình, ra vẻ nghi ngờ hỏi. Lúc trước Thạch Đạo Hữu nói, biết một chút pháp thuật phá trướng giải cấm, không biết lời nói đấy có thật hay không. Vu Khoát Hải cười hỏi, Hàn Lập nghe vậy, lập tức giả dạng ra vẻ thần thái tự đắc, đáp không phải là tại hạ khoe khoang, mặc dù cảnh giới tu hành bình thường, nhưng bản sự phá giải cấm chế mê trướng tìm đồ vẫn có một chút. Bất quá so với chư vị tự nhiên không đáng nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Nói được nửa câu, hình như hắn tự biết lỡ mồm, vội vàng giải thích nói. Vu Đạo Hữu Lúc này ngươi hỏi thăm chuyện này là có dụng ý gì a?" À? Dương trưởng lão nhìn ra một chút ý tứ, liền truyền âm hỏi. "Nếu Thiên Thủy tông và Thông Thiên kiếm phái muốn bắt chúng ta làm pháo hôi, tại sao chúng ta cũng không tìm pháo hôi đỡ đòn phía trước? Người trước mắt này tự đưa tới cửa, lại tự nói am hiểu phá cấm, vậy không phải vừa vặn thích hợp sao?" Vu Khoát Hải mặt không đổi sắc, nhưng cũng truyền âm trả lời. "Chương 1040, dốc sức huyền mã." Tuy Hàn Lập không nghe được truyền âm của đám người Vu Khoát Hải, nhưng với lịch duyệt nhiều năm đấu đá cùng người của hắn cũng có thể đại khái đoán ra nội dung những người kia trao đổi ý niệm trong đầu vừa chuyển trên mặt hắn tự nhiên không biểu lộ gì chỉ nhìn giáo giác xung quanh bốn phía dường như đang phân vân suy nghĩ một màn này đương nhiên không qua khỏi ánh mắt dương trưởng lão cùng vu khoát hải hai kẻ này ngấm ngầm đối nhãn ra hiệu với nhau sau đó lại tiếp tục quan sát hàn lập mấy vị đạo hiếu không biết có thể chỉ cho một con đường sáng hay không để tại hạ rời khỏi nơi này thật ra ta còn có việc gấp phải trở về xử lý. Hàn lập cố tình nói ra, ha ha, thạch đạo hữu sao lại vội vã như thế? Chẳng giấu gì ngươi, phen này cơ duyên tạo hóa của đạo hữu đã đến rồi. Hiện tại, địa phương mà đạo hữu người ngộ nhập chính là một bí cảnh tiên gia, bên trong nhất định có vô số cơ duyên cùng bảo vật, chỉ cần ngươi đi theo chúng ta, tất nhiên cũng có thể có thu hoạch. Vu khoát hải tiếu ý nồng đậm, ôn hòa nói, cái gì, tiên gia bí cảnh, các hạ đang ám chỉ nơi này sao? chẳng trách ta lúc trước đã cảm thấy chỗ này không tầm thường chút nào hàn lập vạn phần kinh hỷ hô to không sai đây chính là tiên phủ bí cảnh từng thuộc về thái tuế tiên tôn là một vị tiên nhân cấp bậc đại la cảnh hàng thật giá thật thạch đạo hữu nhân duyên tế hội đánh bậy đánh bạ cũng có thể xông vào tiên phủ không chừng đã có thiên đại cơ duyên ấn định bên trong ngàn vạn không nên bỏ qua a à. vua khoát hải tiếp tục lời nói thấm thía cổ động nói đúng vậy a à, bọn ta đến từ ngũ hồ tứ hải đều là đồng đạo danh môn chính phái, hôm nay chính là hữu duyên tương ngộ, chỉ bằng cùng nhau tụ họp tìm kiếm trong tiên phủ, biết đâu lại gặp được thiên đại cơ duyên. Phó cốc chủ cũng vừa cười vừa nói, nghe hai kẻ trước mặt thao thao bất tuyệt, hàn lập âm thâm cười lạnh không thôi, nếu không sớm hiểu rõ giá tâm của bọn chúng, nếu là một tu sĩ khác không rõ nội tình, e rằng đã bị những lời này của chúng lấy lòng, mụ mị đầu óc. Những tên còn lại tưởng chừng như đứng lộn xộn bốn phía xung quanh, nhưng lại mơ hồ hình thành một vòng tròn, bao vây hàn lập vào giữa, tuy đa phần bọn chúng mang theo ý cười trên mặt nhưng hiển nhiên sẽ không dễ dàng để cho hàn lập rời đi. Việc này, hàn lập tiếp tục bày ra vẻ khó xử, sờ sờ cái cằm, thì thào. Vu khoát hải thấy vậy, đã cảm thấy nắm chắc trong lòng, liền nháy mắt với dương trưởng lão. Dương trưởng lão hiểu ý, lập tức mở miệng, thạch đạo hiếu, dù sao giờ này ngươi cũng không có chỗ để đi, ở trong bí cảnh này khác nào con ruồi không đầu bay loạn khắp nơi. Không bằng gia nhập với chúng ta rồi cùng nhau thám hiểm, chúng ta người đông thế mạnh hẳn là ổn thỏa hơn một chút. Thạch đạo hữu do do dự dự, chẳng lẽ xem thường linh tiêu môn, liệt quang thành và thanh tác cốc bọn ta. Không chờ hàn lập mở miệng, sắc mặt phó cốc chủ bỗng nhiên trầm xuống, khẩu khí bất thiện. Ha ha, được chư vị nâng đỡ, thạch mỗ cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Nếu đã như vậy, tại hạ nguyện một lòng đi theo chư vị, cũng không cầu thù lao phong phú, chỉ cầu dốc sức khuyển mã, hy vọng sẽ đem lại chút hiệu quả. Hàn lập trầm tư một lát, liền gật đầu ôm quyền, tươi cười đáp. Hắc hắc, gia hỏa này coi như hiểu chuyện, nếu sau đó hắn thật sự có bản lĩnh tự bảo vệ mình, chúng ta có thể chừa cho hắn một con đường sống. Phó cốc chủ nghe vậy chợt cảm thấy có chút kinh ngạc, truyền âm cho hai người khác. Ha ha, thạch đạo hiếu cứ yên tâm, chỉ cần ngươi tận lực tương trợ, bọn ta đương nhiên sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi. Vu khoát hải cười vang, hàn lập nghe xong vội vàng gật đầu cười ngây ngô, vẻ mặt sợ hãi cùng cảm kích. Hàn huyên qua đi, mọi người lại lần nữa lên đường, hướng bí cảnh chỗ sâu xuất phát mà đi. Thạch đạo hiếu, lúc trước người từ một phương hướng bất đồng với chúng ta chạy đến đây, dọc đường chẳng lẽ không thu hoạch được gì sao? Dương trưởng lão đột nhiên hỏi, vừa rồi nếu không nhờ chư vị thông chi, tại hạ căn bản không biết mình đã tiến nhập bí cảnh, lấy đâu ra tâm tư tìm kiếm bảo vật gì chứ, sau đó không lâu còn gặp gỡ đầu kim trúc thú kia, bị nó truy đuổi chật vật vô cùng, ngay cả việc làm thế nào chạy đến nơi đây tại hạ cũng không nhớ rõ ràng. Hàn lập tỏ vẻ xấu hổ, lúng túng giải thích, Thôi được, sau này chúng ta cùng nhau hành động, sẽ không rơi vào cuốn cảnh như vậy nữa. Vu khoát hải khoát tay, đa tạ chư vị, Hàn Lập ôm quyền cảm kích. Mấy người vu khoát hải trông thấy Hàn Lập Thủy chung rè dặt như vậy thì liếc mắt nhìn nhau, đều dấy lên lòng khinh thị, chỉ muốn sau này đến lúc cần thiết, lập tức sẽ xem gã hán tử trung niên chất phác này như pháo hôi mà ném đi. Sau đó đám người thông báo danh tính, lại hàn huyên một hồi rồi mới tiếp tục khởi hành. Đội ngũ đi dọc theo đường mòn trên núi tiến về phía trước, Hàn Lập ban đầu một mực bảo trì trầm mặc, lặng lặng nghe người phía trước đối thoại câu được câu không, kết quả phát hiện trong 10 câu có đến 8 câu chửi bới kẻ lúc trước chiếm đoạt bảo vật. Hai câu còn lại cũng chẳng phải lời gì hữu ích, chỉ là gán cho tên trời đánh này cái mác Thiên Thủy Tông và Thông Thiên Kiếm phái. Vu đạo hữu, trong bí cảnh trừ chúng ta ra còn có người của Thiên Thủy Tông và Thông Thiên Kiếm phái hay sao? Hàn Lập vì thời hỏi chen vào, Vu Khoát Hải vốn không quá để tâm đến phản ứng của hắn nhưng trông thấy vẻ mặt hán tử trung niên này có chút sợ hãi, e rằng hắn sẽ bị dọa lui mất, đành phải lên tiếng trấn an, thạch đạo hiếu chớ nên sợ hãi, bí cảnh này lớn như vậy, tuy rằng ở bên ngoài người của hai tông phái kia xác thực có thành thế lớn, nhưng lần này lại chẳng có mấy tên sông vào đây, không có khả năng độc chiếm toàn bộ, cơ duyên của mọi người là như nhau. Không sai, cùng lắm chúng ta miễn cưỡng liên thủ với Hoàng Phong Môn và Mạc Hương Lầu, tích các thành tháp, tụ họp nhau lại, ở trong đây cho dù là hai đại tông môn cũng phải cố kỵ bọn ta vài phần. Phó cốc chủ thấy thế, cũng mở miệng nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hàn lập vội vàng gật đầu, thần sắc thả lòng. Phó cốc chủ nhìn thấy bộ dáng này của hắn, khóe miệng nhếch lên một chút cười mỉa mai, có điều rất nhanh đã bị gã che giấu. Gã nào có biết, đối với đám người thiên thủy tông và thông thiên kiếm phái kia, hàn lập căn bản không để vào mắt, hắn chỉ quan tâm đến kỳ ma tử cùng người tiên cung có đang ở trong bí cảnh hay không xin hỏi các vị ngoại trừ thiên thủy tông và thông thiên kiếm phái còn có ai khác hay không hay là có thế lực nào cần tại hạ đặc biệt chú ý hàn lập gãi gãi đầu tựa hồ vừa nghĩ đến cái gì thạch đạo hữu sao lại dài dòng như vậy biết rõ những điều này thì có ích lợi gì phó cốc chủ tỏ ra khó chịu phó đạo hữu tại hạ không phải sợ không nhìn thấy chân nhân chỉ sợ vạn nhất không cẩn thận chiêu chọc tới người không nên dây vào đây chẳng phải gây phiền toái cho chư vị hay sao hàn lập làm bộ hậm hực Thạch Đạo Hữu cân nhắc điểm này ngược lại là không sai, cũng nên chú ý. Có điều ngoại trừ đám người Thiên Thủy Tông và Thông Thiên Kiếm Phái, những kẻ khác chỉ cần không chủ động trêu chọc chúng ta, chúng ta hà tất để ý đến bọn chúng. Dương trưởng lão gật gù, Hàn Lập nghe xong liền tâm thầm than một tiếng, mấy lời này có nói cũng như không. Nhưng theo như những gì hắn nghe ngóng được, mặc kệ kỳ ma tử cùng mấy người tiên cung có ở đây hay không, chỉ ít bọn chúng đều không dùng mặt thật hiện thân, nếu không với thân phận và tu vi đại la cảnh của chúng, đám người này sao có thể bình tĩnh thong dong như vậy. Hiện tại chỉ có cách đi theo đám người này rồi tiếp tục quan sát tình huống cụ thể. Sau đó, Hàn Lập cũng thức thời không hỏi han thêm gì, những kẻ còn lại tựa hồ cũng đều mang tâm sự, không khí đoàn người thoáng cái trở nên an tĩnh trầm mặc. Đoàn người im lặng băng qua khu rừng, tiến về phía trước đã mấy canh giờ, suốt cuộc trước mặt bọn họ xuất hiện một tòa đại điện màu đỏ thắm, khí thế hùng vĩ trang nghiêm đám người vu khoát hải tuy nhìn thấy đại điện nhưng cũng không có chút biểu hiện mừng rỡ nào gương mặt ai nấy ngược lại trở nên lạnh lẽo nội tâm lo sợ lại là một tòa đại điện vô dụng đã bị người cướp sạch mọi người đã tiến sát đại điện vu khoát hải dẫn đầu tiến lên kiểm tra một lát sau đó thở ra một hơi nhẹ nhõm hoàn hảo cấm chế vẫn còn nguyên thạch đạo hiếu ngươi không phải am hiểu phá cấm hay sao không bằng đến xem đây là cấm chế dạng gì dương trưởng lão tựa tiếu phi tiếu nhìn hàn lập được để ta thử xem Hàn Lập biết đối phương đang dò xét, liền vội vã sắn tay áo bước lên, làm bộ đại triển thân thủ. Hắn tiến sát cửa điện, dò xét trên dưới một chút, chỉ thấy trên cửa điện khảm nạm một khối đồ án thiết bản hình tròn, có hai dị thú đầu đuôi tương hàm, xung quanh lại có tám đạo phù văn chân ngôn lôi điện. Thoáng qua một chút, Hàn Lập đã nhận ra tám đạo phù văn kia chính là đại biểu cho bát bộ lôi thần trong truyền thuyết, còn hai đầu dị thú nhất âm nhất dương ở trung tâm chính là lưỡng nghi lôi thú. Nhưng hắn không lập tức mở miệng, mà cứ đứng trước cửa đại điện, hết vò đầu bứt tai lại trầm mặc ưu tư, tựa hồ đang nghi hoặc điều gì. Phù khoát hải quan sát một lúc rồi cũng mất kiên nhẫn, bèn lên tiếng, thạch đạo hiếu, rốt cuộc ngươi có nhận ra được điều gì hay không, tóm lại là phá hay không phá. Nếu là không được, vậy hãy mau để ta dụng lực phá pháp, mạnh mẽ loại bỏ cấm chế. Tại đạo hiếu, việc này, ta nhận ra lưỡng nghi lôi thú trên cửa sắt, xung quanh còn có chân ngôn phù văn nhưng tại hạ kiến thức nửa vời, chỉ biết đây là cấm chế do lôi pháp làm chủ điều khiển. Nếu cưỡng ép phá giải, chỉ sợ sẽ kích phát lực lượng lôi điện cấm chế, dẫn nổ toàn bộ đại điện, đến lúc đó chỉ e cái gì cũng không lấy được. Hàn lập lộ vẻ trần chờ do dự, có thật là thế không? Vu khoát hải có chút không tin tưởng, nếu Vu đạo hữu chưa tin, đại khái có thể vận dụng một chút lực lượng thử nghiệm, lập tức sẽ biết đây có phải lôi pháp hay không. Hàn lập cười khổ, Vu khoát hải nghe vậy, thần sắc biến đổi liên tục, sau cùng đột nhiên cười cười, lời của thạch đạo hữu ta đương nhiên nguyện ý tin tưởng chỉ là làm thế nào phá giải cấm chế này đạo hữu có phương pháp nào tốt hay chăng trước hết cần phải thử nghiệm một lần không biết có vị đạo hữu nào có thể làm thay hàn lập ánh mắt nhìn một chút mọi người nói cả đám người nghe vậy ai nấy hai mặt nhìn nhau một hồi cuối cùng đồng loạt đổ dồn ánh mắt lên người hàn lập chư vị hàn lập cười khổ một tiếng nói thạch đạo hữu nếu đã là người phá cấm vậy đạo hữu tự mình thử nghiệm tự nhiên là tốt nhất Dương trưởng lão cười lớn, những người kia cũng nhao nhao gật đầu đồng ý. Đã vậy, trước tiên làm phiền chư vị thối lui chút ít, dù sao cũng là tiên gia cấm chế, uy lực lớn nhỏ ra sao thực lòng khó nói. Hàn lập mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đành phải nói với mọi người nói. Cả đám người nghe thấy thế thì lập tức nhao nhao lui về phía sau hơn trăm trượng. Hàn lập quay lưng về phía bọn chúng, khẽ nhếch miệng cười lạnh, bắt đầu phá giải cấm chế trên cửa đại điện. Lấy tạo nghệ trận pháp của hắn hiện giờ, phá giải chút cấm chế này tự nhiên không khó, chừng hơn 10 hơi thở sau đó, hắn thông qua tịch tà thần lôi trong thể nội cùng với lực lượng cấm chế cấu kết lẫn nhau, đã đem cấm chế mở ra. Chỉ là hắn không mảy may để lộ việc này chút nào, lại thông qua liên hệ tâm thần mà thức tỉnh tinh viêm hỏa điều, để nó thông qua khe hở trên cấm chế lặng lẽ tiến nhập đại điện. Lại mười hơi thở nữa qua đi, nơi thủ trưởng Hàn lập tiếp xúc với quang mạc cấm chế đột nhiên nổ tung, một mảnh điện quang bàng bạc, phát ra tiếng ầm ầm nổ vang, thân thể hắn bị chấn vang ra ngoài. Đám người đều bị một màn này làm cho giật mình, chẳng có ai chú ý tới một đám ngân diễm trong khoảnh khắc lôi điện nổ tung từ bên trong lóe lên bay ra khỏi cấm chế, chui tọt vào tay áo Hàn Lập. Thân hình Hàn Lập bị đánh bay đi chừng hơn trăm trượng, rồi mới trùng điệp rơi xuống mặt đất, y phục toàn thân rách nát, bộ dáng ăn phải thiệt thòi không nhỏ. Đám người Dương trưởng lão chỉ liếc nhìn hắn một cái, thấy cửa điện đã mở rộng, liền nhao nhao người trước kẻ sau bay vào trong đại điện. Nhưng chỉ một lát sau đó, từ bên trong đại điện vọng ra thanh âm chửi bới ẩm ý. chương 1041, một màn mạo hiểm. Ta không phải nói người đừng lấy đi tất cả, cũng nên lưu lại một ít cho bọn hắn chứ. Hàn lập nghe vậy, có chút kinh ngạc, lấy tâm thần liên hệ cùng tinh viêm hỏa điều. Kết quả tinh viêm hỏa điều bên kia cả nửa ngày không trả lời, sau khi nó thôn vệ cửu dương hỏa đảm vẫn ngơ ngơ ngác ngác, hiện tại xem ra cũng chưa tỉnh táo lại. Hàn lập thấy vậy, đành phải lắc đầu bất đắc dĩ, tìm một chỗ ngồi bệt xuống, sau một lát, mọi người mới không cam lòng từ trong đi ra, đi tới bên cạnh Hàn Lập. Thạch đạo Hữu người không sao chứ? Dương trưởng lão lúc này mới nhớ tới Hàn Lập, tiến lên mấy bước, hỏi. Không có gì đáng ngại, chỉ bị thương ngoài ra thôi. Hàn Lập mở hai bàn tay đen xì ra, nói. Thật sự là suối quẩy, cấm chế trong đại điện vẫn hoàn hảo, vậy mà cái rắm cũng không có. Phó cốc chủ trao mày, hùng hùng hổ hổ nói. Vất vả thạch đạo hiếu rồi, lần này không có thu hoạch cũng không sao, chúng ta lại vào sâu bên trong khẳng định còn có đồ tốt chờ chúng ta lấy đấy phu khoát hải đỡ hàn lập từ dưới đất lên nói ra đa tạ hàn lập cảm kích nói mọi người nghỉ ngơi ở nơi này một chút sau đó bắt đầu lên đường trên đường đi lại gặp vài tòa kiến trúc đều do hàn lập phá cấm chế những người còn lại đi vào tầm bảo trọng bảo tự nhiên bọn họ không lấy được bất quá cũng xem như có chút thu hoạch thời gian nhoáng một cái đã qua mấy ngày rốt cuộc đoàn người hàn lập xuyên qua dãy núi lớn đi tới trước một hẻm núi màu xám. Trong hẻm, sương mù cuồn cuộn, xa xa có thể nhìn thấy một tòa cự tháp màu xám to lớn vô cùng, đứng lặng ở đó như kình thiên chống trời. Tháp này nhìn rất bất phàm, mau đi xem một chút. Vua khoát hải trông thấy tòa tháp từ xa, trên mặt lộ vẻ đại hỷ, lập tức nói đám người tăng tốc đi tới, rất nhanh đã đến trước tháp. Cự tháp màu xám tạo hình phong cách cổ xưa, thân tháp lớn hơn 10 dặm, kém không nhiều so với ngọn núi gần đó, độ cao cự tháp lại hơn xa ngọn núi, đâm thẳng vào trong tầng mây. Trên thân tháp minh khắc từng đồ án lôi điện màu xám, thỉnh thoảng có từng đạo thiểm điện màu xám đen từ đó bắn ra, phảng phất như cuồng xà bay mua quanh thân tháp, làm hư không chung quanh không ngừng run rẩy, giống như lúc nào cũng có thể bị xé nứt ra. Mà tại đỉnh tháp, có một ngọn lửa màu vàng to lớn đang cháy, lửa cháy hừng hực phảng phất như mặt trời làm lóa mắt. Chỉ là ngọn lửa kia mặc dù sáng tỏ không gì sánh được, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác hư ảo, tựa hồ tồn tại ở không gian khác, căn bản là không có cách nào với tới. Một đoàn người đi tới phụ cận cự tháp màu xám, vẻ hưng phấn trên mặt đám người vu khoát hải lập tức biến mất. Giờ phút này trên mặt đất trước cự tháp đứng chẳng chịt rất nhiều người. Hừ, tại sao đều tới rồi? Vu khoát hải nhíu mày hừ một tiếng. Hàn lập không để ý đám người trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía ngọn lửa màu vàng trên đỉnh tháp. Trong ngọn lửa màu vàng kia, hắn có thể cảm giác được từng tia từng tia thời gian pháp tắc ba động, theo hỏa diễm quay cuồng không thôi. Bất quá lực lượng thời gian pháp tắc này tựa hồ bị vật gì đó giam cầm lại, chỉ lộ ra một chút dư ba. Mặc dù chỉ là một chút dư ba, Hàn Lập cũng có thể cảm giác được thời gian pháp tắc chi lực trong đó thâm thúy không gì sánh được, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Đi, xuống dưới, thạch đạo hiếu, nếu ngươi sợ gây phiền phức, nhớ kỹ lát nữa thận trọng từ lời nói đến việc làm nha. Vua khoát hải nói ra, lại dặn dò Hàn Lập bên cạnh một tiếng. Thạch mục này ngây ngốc, bây giờ cũng xem như là người bên mình, nếu xảy ra sơ sót gì thì rất phiền toái. Vâng, vâng, Hàn Lập vội vàng gật đầu, trước cửa tháp màu xám, đại đội liên minh cơ bản đã tập hợp đầy đủ. Lôi Ngọc Sách, Tô An Thiến, còn có thủ lĩnh các thế lực khác đã tới trước, giờ phút này tụ tập trước một cửa đá khổng lồ đang đóng chặt của tòa tháp cao, trên cửa đá viết ba chữ to tuế nguyệt tháp. Cửa đá hiện ra màu xám đen, phía trên minh khắc chẳng chịt phù văn lôi điện, lại có từng đạo thiểm điện sen lẫn vào, hình thành một màn sáng lôi điện màu xám, phát ra thanh âm tê tê đáng sợ. Bọn người lôi ngọc sách, Tô An Thiến tựa hồ đang thương nghĩ cái gì đó. Lại nói, Hàn Lập trên đường đi giả ngu giả dại, ngược lại nghe được không ít tin tức, cơ bản đã hiểu rõ về tư liệu đám người lôi ngọc sách. Hắn nhìn mấy người, rất nhanh liền rời ánh mắt đi. Người của ba tông linh tiêu môn, thành tác cốc, liệt quang thành đáp xuống, không làm cho đám người phía dưới chú ý nhiều, đại đa số nhìn sang, liền xem như không rồi rời ánh mắt đi, tiếp tục nhìn tòa tháp cao, hưng phấn nghị luận ầm ý. Giờ khắc này, trong đám người ở một chỗ không ai chú ý, Lam Thị Huynh muội đang đứng sóng vai. Không ngờ chỗ sâu trong bí cảnh này lại có một tòa cử tháp như thế, bảo vật còn sót lại của thái tuế tiên tôn kia tám thành là ở chỗ này. Lam Nguyên Tử nhìn cử tháp màu xám, trong mắt hiện lên một tia quang mang cực nóng. Hai huynh muội bọn họ đến kim nguyên tiên vực, mặc dù mục đích là bắt hàn lập, nhưng gặp được đại cơ duyên trước mắt như thế, tự nhiên không muốn từ bỏ. Uy lực lôi điện lực trên tháp này rất đáng sợ, người có nhận ra đây là lôi điện chi lực gì không? Lam Nhàn tò mò đánh giá cự tháp màu xám, hỏi. Hẳn là một loại âm lôi nào đó, ta không biết nhiều về lôi điện chi lực. Lam Nguyên Tử nói được nửa câu, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lòng bàn tay của gã lóe lên Lam Quang, nhiều ra một mặt kính tròn màu lam, phía trên nổi lên từng tầng từng tầng Lam Quang như gợn nước, chớp động không thôi. Ca ca, Lam Nhàn một bên sáng mắt lên, là Hàn Lập. Trên mặt Lam Nguyên tử lộ ra nét vui mừng, lập tức bấm niệm pháp quyết điểm vào kính tròn. Cùng lúc đó, Hàn Lập vừa hạ xuống đất, thời gian pháp tác trong cơ thể bỗng nhiên ba động một chút, tựa hồ bị thứ gì đó cộng hưởng. Có người đang dùng tiên khí cảm ứng ta, trong lòng của hắn chấn động, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn lập tức vận chuyển vạn khiếu không tịch thuật, đóng lại tiên khiếu toàn thân, đồng thời vận chuyển đại ngũ hành nguyễn thế quyết, năm cỗ thời gian pháp tác quấn quanh nhau, hình thành một thứ cùng loại với phong ấn ẩn tại chỗ sâu nhất trong cơ thể tiên linh lực trong cơ thể hàn lập theo đó thu liếm vào một tơ một hào cũng không tỏa ra đại ngũ hành nguyễn thế quyết là công pháp thời gian đứng đầu không chỉ uy lực mạnh mẽ trên phương diện ẩn dấu khí thức cũng cực kỳ cao minh tu vi hàn lập bây giờ đã đạt đến thái ất hậu kỳ đỉnh phong đủ loại diệu dụng của đại ngũ hành nguyễn thế quyết dần dần phát huy ra ở một bên khác hai tay lam nguyên tử bấm niệm pháp quyết vội vàng thôi động kính tròn màu lam nhưng ba động trên kính tròn màu lam đột nhiên biến mất khôi phục nguyên dạng lam nguyên tử ngạc nhiên nhưng cuối cùng vẫn tiếp nhận sự thật ngừng lại thế nào hẳn là cảm ứng sai rồi đôi mi thanh tú lam nhan cao lại hỏi cảm thiên kính đột nhiên mất đi cảm ứng với tên hàn lập kia xem ra hắn đã nhận ra có người cảm ứng hắn nên ẩn nấp khi tức người này ngược lại là cơ cảnh vô cùng sắc mặt lam nguyên tử khó coi chậm rãi nói ra làm sao lại như vậy Cảm thiên kính là trọng bảo sư tôn ban cho, dù là tồn tại Đại La cũng chưa chắc có thể tránh thoát cảm thiên kính cảm ứng. Lam Nhan Kinh ngạc nói, xem ra hàn lập này thật đúng là không đơn giản, bất quá lần này không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất có thể xác định được, hàn lập đang ở gần chỗ này. Còn người Lam Nguyên Tử co rụt lại, nhìn đám người rộn ràng chung quanh. Không sai, mà đám người vừa mới đến kia rất khả nghi, bọn hắn vừa tới nơi này, cảm thiên kính lập tức có phản ứng, hàn lập rất có thể ẩn nấp ở trong đó. Lam Nhan nhìn về phía các đệ tử Tam Tông Linh Tiêu Môn các loại một cái, nói ra. Rất có thể, bất quá những người kia cũng không thể hoàn toàn mặc kệ. Lam Nguyên Tử như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói ra. Lam Nhan gật đầu, đang muốn tiếp tục dò xét. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta trước mắt không cách nào xác định thân phận Hàn Lập, đối phương hẳn là cũng không phát hiện ra hai người chúng ta. Hiện tại chúng ta và hắn so sức kiên trì và sức quan sát, xem ai tìm được đối phương trước ta không tin hắn có thể một mực bảo trì trạng thái ẩn nấp khí tức hoàn toàn. Lam Nguyên Tử lập tức ngăn cử động của Lam Nhan lại, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn. Có ca ca ngươi xuất mã, Hàn Lập kia sớm muộn cũng bị bắt dễ như trở bàn tay, bây giờ hắn còn thức thời tự đưa tới cửa, cũng là bớt việc. Lam Nhan nhìn thấy biểu tình này của Lam Nguyên Tử, trên mặt lập tức lộ vẻ sùng bái. Là ai cảm ứng ta? Kỳ ma tử, cảm giác tựa hồ không giống, nếu kỳ ma tử có loại thủ đoạn cảm ứng này, trước đó đã sử dụng rồi. Hay là những người khác, tỉ như Lam Thị Huynh muội cửu nguyên quan đến đây. Trong đám người, Hàn Lập thu liếm khí tức, ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động, bất động thanh sắc nhìn lại đám người chung quanh. Là hắn, tầm mắt của hắn đột nhiên dừng lại trên thân một thanh niên nam tử, nhưng rất nhanh liền rời đi, không có nhìn nhiều, tránh để đối phương phát hiện. Người kia chính là Hùng Sơn, giờ phút này gã đang đứng bên rìa cùng một đám tán tu. Hàn Lập ngày đó tại Kim Nguyên Tiên Cung mặc dù vội vàng gặp mặt gã một lần, nhưng ấn tượng có phần khắc sâu, tuyệt sẽ không nhận sai. Hình dạng người này tuy lạ lắm, lại cho ta một cảm giác rất quen thuộc, rốt cuộc là ai. Mà nếu hắn ở chỗ này, kỳ ma tử kia khẳng định cũng tại đây, chẳng lẽ người vừa rồi thật sự là kỳ ma tử. Hàn Lập biết được kỳ ma tử ở đây, lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, trong lòng không ngừng tính toán. Bây giờ mặc dù thực lực hắn tăng nhiều, đạt đến thái ất cảnh đỉnh phong, đối mặt vị đại la thời gian kỳ ma tử này, hắn cũng không nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Ngoài ra, cử nguyên quan Lam Thị Huynh muội chắc cũng đã tới, lại thêm phiền phức. Ngay lúc Hàn Lập suy nghĩ các loại tình huống, ba người vu khoát hải đã an bài đội ngũ mình thỏa đáng, đi tới chỗ cửa đá cự tháp. Minh chủ, A, à, vu đạo hiếu, dương trưởng lão, phó cốc chủ, ba vị thu hoạch như thế nào? Lôi ngọc sách nhìn ba người một chút, hỏi, đừng nói nữa, cùng nhau đi tới, cơ hồ tất cả mọi thứ đều bị người vơ vét không còn gì. Đáng hận, Vu Khoát Hải tức giận nói, Vu Đạo Hữu không cần để ý, cũng may cấm chế tòa tuế nguyệt tháp này vẫn còn tồn tại, chưa bị phá giải, bảo vật bên trong hẳn là vẫn còn chưa bị lấy đi. Chỉ là thiên tê âm lôi trận trên cửa không dễ phá giải, chúng ta đang thương nghị đối sách. Ba vị đạo hữu đều là người kiến thức rộng rãi, nếu đã tới, vừa vặn cùng tham tường một chút đi. Lôi ngọc sách từ chối cho ý kiến gật đầu, chuyển chủ để nói ba người vu khoát hải nghe vậy liếc mắt nhìn nhau muốn nói đến phá giải cấm chế trận pháp có lôi đạo hữu người ở đây nào đến phần chúng ta nói chuyện nếu lôi đạo hữu nhận ra tên cấm chế trên cửa tháp này phá giải như thế nào chắc hẳn đã có dự liệu a phó cốc chủ vội nói lấy lòng dự liệu trước thì chưa dám nói nhưng trong lòng lôi mỗ xác thực nghĩ ra một phương pháp phá giải bất quá cần chư vị hết sức giúp đỡ mới được lôi ngọc sách cười ha ha một tiếng nói không có vấn đề lôi đạo hữu cứ việc phân phó là được. Bọn người vu khoát hải lập tức vỗ ngực nói ra, nếu như thế, vậy làm phiền các vị, chúng ta cần như vậy như vậy. Trong mắt lôi ngọc sách lóe lên vẻ hài lòng, nói ra. Đám người trao đổi gần nửa canh giờ, lúc này mới tản đi, sau đó mỗi người tự điều động nhân thủ của mình, tập hợp gần trăm người, khắc họa trận văn trên mặt đất trước cửa tháp, thiết trí trận pháp khí cụ các loại. Trường 1042, phá trận, một khu đất chống cạnh tòa tháp, lôi ngọc sách cùng văn trọng đứng sóng vai nhau lẳng lặng quan sát tình hình lôi đạo hiếu phương pháp này của ngươi rốt cuộc nắm chắc được mấy thành văn trọng khẽ nhúc nhích bờ môi truyền âm coi như không đủ chín thành nhưng sáu bảy thành thì vẫn có thêm nữa vì đạt được bảo vật dù chỉ có một thành cơ hội ta cũng muốn thử một lần lẽ nào văn đạo hiếu không nghĩ như vậy tinh quang lóe lên trong mắt lôi ngọc sách truyền âm trả lời tục truyền thái tuế tiên tôn tiêu phí tâm huyết cả đời luyện chế nhất kiện tiên khí tuế nguyệt thần đăng này, chẳng biết đến cùng là bảo vật cỡ nào. Thần sắc văn trọng không giấu được vẻ chờ mong, nói lại, lôi phó trưởng môn, việc ái mộ tô an thiến là chuyện riêng của ngươi, nhưng tuế nguyệt thần đăng có quan hệ mật thiết với đại kế phát triển thông thiên kiếm phái chúng ta sau này, ngươi không nên vì tư tình mà làm chậm trễ chính sự. Văn trọng liếc nhìn lôi ngọc sách, thầm ý nói, ngươi yên tâm, ta thân là phó trưởng môn, đương nhiên minh bạch nên làm như thế nào lôi ngọc sách nhíu mày trịnh trọng nói vậy là tốt rồi sắc mặt phan trọng hòa hoãn hơn một chút gần trăm người luôn chân luôn tay bận rộn gấp rút khắc lục trận văn lên mặt đất nửa ngày qua đi khoảnh đất phía trước cửa thác màu xám đã xuất hiện hai tòa đại trận một đen một trắng vô cùng lớn hai tòa pháp trận cân đối hài hòa bày biện ra hình thái âm dương song ngư đây là đứng lẫn giữa đám người hàn lập chăm chú nhìn pháp trận vừa hoàn thành ánh mắt chấp chấp lập tức thông qua tâm thần liên hệ đề hồn và tinh viêm đồng tử sau vài nhịp thở, thân thể hắn tản mát ra một cỗ khí tức hỗn hợp, cực nóng cùng cực lạnh đan xen, hỗn tạp. Chư vị, minh chủ vì phá giải cấm chế cự tháp mà thiết kế ra trận pháp song sinh này, mỗi bên cần 50 đạo hữu nhập trận cùng nhau thúc dục, tiếp theo ta sẽ tiến hành tuyển chọn, vị nào được ta điểm chúng xin mời ra khỏi hàng. Văn trọng bay đến không trung, lớn tiếng phân phó. Lúc này, ước chừng có hơn ngàn tu sĩ đang tụ tập phía trước cự tháp, sau khi nghe xong cả đám xôn xao một hồi, nhưng không người nào dám nhiều lời, chỉ âm thầm cầu nguyện cho bản thân khỏi xui xẻo bị điểm trúng. Quần tu ai nấy đều có thể nhìn ra cấm chế quanh tháp 10 phần đáng sợ, muốn phá giải đương nhiên sẽ phải đối mặt với nguy hiểm không nhỏ. Văn trọng quan sát thần sắc đám người bên dưới, lẽ nào không minh bạch suy nghĩ trong lòng bọn họ, gã chỉ âm thầm cười lạnh rồi lập tức bắt đầu tuyển lựa. Ngươi, 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 gã chỉ đến ai, bàn tay lại bắn ra một đạo bạch quang tiến nhập thân thể người đó, tồn tại một thời gian dài không hề tiêu tan, chỉ một lát sau đã tuyển lựa đủ 100 người từ liên minh quần tu, tuy những kẻ này chẳng cam tâm tình nguyện chút nào, nhưng vẫn bước ra khỏi hàng ngũ. 100 người này tu vi cao thấp không đều nhau, thái ất, kim tiên, thậm chí cả chân tiên cảnh cũng có. Nhưng bọn họ đều có chung một điểm đặc biệt, chính là tu luyện công pháp hoặc là trí dương, hoặc là trí âm, mỗi loại chiếm một nửa. Quả nhiên là trận pháp âm dương song sinh, hàn lập chấp chấp cặp mắt, lầm bẩm một mình, nếu là ngày thường, vì đoạt bảo, dẫu có bốc lên chút phong hiểm đi thúc giục pháp trận cũng không tính là gì. Nhưng giờ phút hắn này đang bị người ta âm thầm nhìn chằm chằm, tuyệt đối không thể nhập trận, vì vậy Hàn Lập thi triển bí thuật dịch chuyển một bộ phận nguyên khí của đề hồn và tinh viêm đồng tử tiến nhập thể nội bản thân, ngụy tạo ra một thân khí tức tạp nham. Tuy lúc trước Hàn Lập có đồng hành mấy ngày cùng đám người vu khoát hải, nhưng chưa hề bại lộ công pháp, cho nên giờ phút này khí tức hắn dẫu có chút biến hóa, nhưng chẳng mảy may khiến cho ba tên kia hoài nghi, trong 100 người vừa bước ra, huynh muội Lam Thị đều tu luyện công pháp mang thuộc tính âm hàn, hai kẻ này mặc dù đã thi triển bí thuật ẩn giấu tu vi chân chính, nhưng lại vô phương cải biến khí tức bản nguyên, vì vậy cũng phải đứng vào hàng ngũ 50 người mang công pháp âm hàn. Có lẽ là vì không muốn làm tình hình thêm phức tạp, huynh muội bọn chúng đành ngoan ngoãn nghe lệnh. Thật là suối quẩy, Lam Nhan ngồi trên một vị trí bên trong pháp trận màu đen, không nén được phải truyền âm phàn nàn. Chỉ thúc giục một cái trận pháp mà thôi, muội hãy nhẫn nại thêm chút ít, chỉ có là ngươi ngàn vạn lần phải chú ý, không thể bại lộ tu vi chân chính. Lam Nguyên Tử nhắc nhở, ta biết rồi, ca ca cứ yên tâm, trận pháp cấp bậc này thì có gì đáng kể. Lam Nhan gật đầu cam đoan, xin hỏi văn tiền bối, thúc giục xong sinh pháp trận phá giải cấm chế. Liệu có gì nguy hiểm không? Đúng lúc này, một gã nam tử trung niên vẫn hắc bào ngồi bên cạnh Lam Nhan chợt lên tiếng hỏi han, giọng điệu có chút thấp thỏm lo âu. Tham dò bảo khố bí cảnh lẽ nào không có hiểm nguy, nếu ngươi tham sống sợ chết như thế, vậy còn đến đây làm cái gì? Văn Trọng liếc người này một chút, rồi nhàn nhạt nói ra. Nam tử trung niên vẫn hắc bào bị nói cho đỏ bừng cả mặt, vội vàng cúi đầu, không dám nhiều lời. Các ngươi không nên lo lắng quá mức, lần này phá giải cấm chế ngoài tháp chính là lấy trận phá trận, mặc dù sẽ có một chút phong hiểm, nhưng sẽ không vượt quá dự liệu, nhất định sẽ không có uy hiếp gì lớn. Hơn nữa, tất cả những ai trực tiếp tham gia phá cấm chắc chắn về sau sẽ được liên minh ban thưởng, tuyệt đối không để chư vị làm việc không công. văn trọng nhìn xuống đám người bên dưới, lên tiếng Trấn an cùng hứa hẹn. nghe xong lời này của gã, sắc mặt đám người trong trận đã hòa hoãn hơn rất nhiều. bắt đầu đi, lôi ngọc sách đang lơ lửng ngồi trên không phía trên hai tòa pháp trận, chợt cất tiếng ra lệnh. hai tòa đại trận trên mặt đất lập tức khởi động, hai quầng sáng phân biệt một đen một trắng trên hai tòa pháp trận lần lượt nở rộ hào quang. bên trong trận pháp, thân thể ai nấy đều trùng xuống bị một cỗ lực lượng cấm chế cường đại bao phủ, không thể mảy may động đậy, đồng thời pháp trận dưới thân bọn họ sinh ra một luồng hấp lực, tiên linh lực trong cơ thể bọn họ nhanh chóng bị pháp trận hút đi. Tu sĩ trong trận đều âm thầm dùng mình nhưng lập tức phát hiện, ngoại trừ việc tiên linh lực bị cắn nuốt, cũng không có thêm dị trạng phát sinh, lúc này tâm thần mới bình tĩnh trở lại, copy nhớ ghi nguồn bạch ngọc sách. Lôi ngọc sách cẩn thận tra xét tình huống vận chuyển của hai tòa pháp trận dưới mặt đất, nhận thấy hết thảy đều trôi chảy bèn khẽ gật đầu, Hai lòng bàn tay y lập tức hợp lại, sau đó chĩa thẳng lên trời rồi đột một tách ra, dẫn dắt một cái. Hai tòa pháp trận hắc bạch đồng loạt sáng ngời, bên trong truyền ra tiếng gào rít chói tai, chừng 100 đạo quang mang hắc bạch lớn chừng cánh tay đột nhiên bay vọt ra từ trung tâm trận pháp, nhào nhào công kích cánh cửa đá màu xám của tòa cự tháp. Cấm chế lôi điện trên cửa đá tựa hồ cảm ứng được uy hiếp đột nhiên sáng rực lên, phóng ra một loạt tia chớp xám như cho vừa thô vừa to, mỗi tia đều tản mát ba động pháp tắc nhẹ nhẹ vừa vặn ngăn lại đám quang mang hắc bạch. Quang mang hắc bạch phảng phất như giấy mỏng, trong nháy mắt bị đánh cho tan tác. Âm lôi thật lợi hại, Hàn Lập đứng lẫn trong đám người ngoài trận trông thấy một màn này, đồng tử chợt co rụt lại, thì thào trong miệng. Lực lượng pháp tác của âm lôi này hoàn toàn tương phản với pháp tắc lôi điện ẩn chứa trong thanh trúc phong vân kiếm của hắn. Pháp tắc lôi điện trong thanh trúc phong vân kiếm kế thừa đặc tính chính đại dương cương của Tịch Tà Thần Lôi, những tia chớp xám xịt kia lại hoàn toàn tương phản tản mắt âm sát chi khí vô cùng mãnh liệt. Nếu có cơ hội, hắn ngược lại cũng muốn nghiên cứu âm lôi này một chút. Lôi ngọc sách không có phản ứng gì trước biến hóa vừa rồi, tựa hồ đã dự liệu từ trước, miệng y lầm dầm niệm chú, pháp quyết hai tay liên tục biến hóa. Hào quang của hai tòa đại trận hắc bạch trên mặt đất đột nhiên tăng vọt, dường như sáng hơn trước cả 10 lần, phóng suốt lưỡng đạo quang trụ hắc bạch cực lớn, cao đến ngàn trượng, sông thẳng lên trời từ bên trong trận pháp có một cỗ khí thức âm dương dần dần bành trướng theo hai quang trụ cự đại kia. Lôi ngọc sách bấm niệm pháp quyết dẫn dắt một cái, hai cây đại kỳ một đen một trắng bay ra từ trong người y, lơ lửng phiêu phù trên đỉnh đầu. Trên cây bạch kỳ có theo đồ án mặt trời, còn trên hắc kỳ lại là mặt trăng, hai cây đại kỳ tản mát linh lực cường đại khiếp người, ngoài ra còn có ba động của lực lượng pháp tắc, chúng hiển nhiên đều là tiên khí có phẩm chất tương đối cao. Hai tay lôi ngọc sách giơ lên, Hai cây đại kỳ một đen một trắng đồng thời xoay tròn trên không. Quang trụ hắc bạch dường như chịu ảnh hưởng của hai cây đại kỳ, quang mang đen trắng quấn lấy nhau rồi bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt đã hình thành một luồng lốc xoáy hai màu hắc bạch. Xung quanh lốc xoáy có quang mang hai màu đen trắng vô cùng rực rỡ đẹp mắt, truyền ra trận trận ba động pháp tắc cường đại. "Đi!" Lôi Ngọc Sách bấm niệm pháp quyết sau đó hô lớn, hai tay y đẩy ra phía trước. Lốc xoáy hai màu đen trắng lập tức lao lên quét qua dưới chân cự tháp màu xám, cấp tốc xoay tròn. Ầm ầm, tia chớp màu xám đen xung quanh cự tháp màu xám một lần nữa đại thịch, khí thế cuồng mãnh hơn xa lần trước, một mảnh lôi điện xám xịt điên cuồng dâng lên, bổ nhào vào lốc xoáy hai màu, phát ra tiếng ma sát chói tai như đang mài sắt. Đặc biệt, từ trên cửa đá lại bắn ra những luồng xét khổng lồ như dao long đen xì, khiến người ta hồn siêu phách lạc, chúng lan đến đâu, hư không bị đánh vỡ đến đó. Nhưng lốc xoáy hắc bạch không yếu ớt như quang mang trắng đen lúc trước, chẳng những không bị đánh nát, ngược lại cấp tốc xoay tròn, cuốn lấy đám lôi điện màu xám kia. Những tia chớp màu xám giống như cá mắc vào lưới, dẫu mặc sức giấy dụa nhưng không thể thoát thân. Quần tu bên ngoài mắt thấy cảnh này, lập tức hoan hô một trận. Trận pháp song sinh bỗng nhiên đại phát thần uy, khiến cho tiên linh lực thể nội từng người trong trận nhanh chóng rút đi như thủy triều. Xung quanh lại có từng luồng từng luồng lực lượng lôi điện âm sát phá không mà đến, khiến sắc mặt mọi người trong trận đều mang vẻ thống khổ, làm nhăn nhíu chặt đôi mi thanh tú cảm nhận từng luồng từng luồng lực lượng lôi điện âm sát cách không truyền đến tiến nhập thể nội ả kinh mạch toàn thân phảng phất như bị vô số tiểu trùng cắn xé quả thực thống khổ vô cùng nhưng may mắn nhờ vào tu vi thâm hậu ả vẫn có thể trèo trống, nhưng sớm đã tích đầy một bụng oán khí giấu mình giữa đám người ngoài trận Hàn lập chăm chú theo dõi biến hóa của trăm tên tu sĩ bên trong ánh mắt hắn mơ hồ có tinh quang lấp lóe thần thức lẳng lặng tản ra mặc dù hoài nghi những người đồng hành đang khổ tâm trèo trống bên trong pháp trận chẳng phải việc gì tốt đẹp nhưng đây cơ hội khó gặp nếu kẻ truy tung hắn hiện giờ đang có mặt trong trận vậy thì đây chính là thời cơ tra xét tốt nhất ở giữa không trung hai tay lôi ngọc sách nhanh chóng bấm niệm pháp quyết lốc xoáy hắc bạch cấp tốc vận chuyển hơn nữa còn đang chậm rãi dâng cao những tia chớp bị cuốn vào cũng bị gió lốc mang theo đồng loạt bay lên trên hơn nữa những hoa văn lôi điện xung quanh thân tháp bị gió lốc càn quét một hồi hiện giờ đã ảm đạm đi rất nhiều không còn khả năng phóng xuất lôi điện màu xám nữa, dường như lực lượng âm lôi đã tiêu hao gần như không còn. Ngắn ngủi nửa khắc sau, lốc xoáy hai màu dâng lên chừng hơn 10 trượng rồi mới ngừng lại. Mặc dù chỉ có nửa khắc ngắn ngủi, nhưng đối với 100 người bên trong pháp trận dưới mặt đất quả thật dài rằng rạc, kẻ có tu vi nông cạn một chút đã bị rút sạch tiên linh lực, thất khiếu chảy máu ngã lăn ra đất. Giờ phút này, phần lớn người trong trận đều đang đau đau khổ khổ trèo trống, ốc không mang nổi mình ốc, tự nhiên sẽ không quản sinh tử của người bên cạnh bên ngoài